vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 24. Người trẻ tuổi ở một bên cẩn thận hỏi, thoạt nhìn so với tôi còn nhỏ hơn, chưa đầy 18 tuổi. Nghe nói là đến từ Thiền Thành. Hùng Trấn Quang nói, còn nhớ lần trước không? Cha ta huy động tất cả lực lượng của Hùng gia, đi trợ giúp Tống gia ở Thiền Thành, đối phó Hoàng gia đệ nhất hào môn Thiền Thành lúc bấy giờ. Người này, chính là đến từ Tống gia. Ngòi trẻ tuổi cẩn thận quan xả một hồi, còn chưa nói, người trẻ tuổi này rất giống gia chủ. Tống Trấn Quang, sau khi ăn cơm no, Sở Trần còn chưa tới, Hùng Nhạc nhận điện thoại, nghiêng mặt nói, Tiểu Quang, con đi cùng Tiểu Thu trước, ta đi làm chút chuyện, người trẻ tuổi các con cũng có đề tài chung, trước tiên tán gẫu. Hùng Nhạc đứng lên, gật đầu về phía Tống Thu, Tiểu Thu, ta xin phép vắng mặt một chút. Không sao, Hùng Thúc bận cứ đi đi, Tống Thu vội vàng đứng lên. Sau khi Hùng Nhạc rời đi, mấy người Hùng Trấn Quang liếc nhau một cái. Tống Thu, Hùng Trấn Quang y vươn lay, tôi là Hùng Trấn Y Quang, đệ tử phách đạo quyền y quán Thuận Thành, dưới sự dạy y dỗ của chân phách đạo sư phụ. Y đồng tử Tống Thu khẽ cọ rụt, cùng một bàn ăn cơm, hắn đương nhiên đã sớm biết thân phận của Hùng Trấn Quang, y nhưng hiện tại Hùng Trấn Quang một lần nữa tự giới thiệu bản thân, vẫn là lấy tên của một quyền quán, trong đó ít nhiều có chút mùi khiêu khích. Tống Thu tuổi trẻ khí thịnh. Loại thời khắc này tự nhiên sẽ không yếu đi khí thế, đưa tay nắm chặt Tống Thu, đệ tử tinh anh quyền quán Thiền Thành, sư phụ có mấy người. Hai tay nắm chặt lấy nhau, đông đảo ánh mắt nhao nhao NSLN qua, Lý Trấn nhướng mày lên, nhìn chằm chằm PSA trước. Một lát sau, khuôn mặt Tống Thu thủy chung vẫn duy trì mỉm cười, mà khuôn mặt Hùng Trấn Quang dần dần cứng ngắc. Tuổi của hắn lớn hơn Tống Thu 3 tuổi, vốn định thử thực lực của Tống Thu một chút, lại không nghĩ tới. Tựa hồ ngược lại bị Tống Thu dạy một bài. Nghe nói Thiền Thành võ công cao cường, số lượng quyền quán đứng đầu tỉnh Quảng Đông, không biết tinh anh quyền quán này, có thể xếp thứ mấy. Người trẻ tuổi đứng phía sau Hùng Trấn Quang không nhìn thấy vẻ mặt Hùng Trấn Quang, lờ phút này cười tùm tỉm mở miệng, chuẩn bị tu bổ một đao cho Tống Thu. Người im miệng, Hùng Trấn Quang buông tay ra, NSLN Tống Thu, so tài một chút. Tống Thu thờ ơ buông tay, dù sao cũng nhàm chán. Thật kiêu ngạo. Quang ca giáo huấn hắn một chút, để cho hắn thấy một chút uy lực của phách đạo quyền. Quang ca chính là một trong 10 thanh niên quyền thủ kiệt xuất quyền giới của Thuận Thành năm nay, muốn đối phó với tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mấy người rất nhanh đã đi tới hậu hoa viên Hùng gia, hậu hoa mũ viên có một khu vực luyện võ, gạch dưới Tống Thu NSLN thấy chậu hoa mai đã lâu không thấy. Nào, Tống Thu nhảy lên, đứng ở trên chậu hoa mai, quay đầu lại nhìn Hùng Trấn Quang. Không biết phách đạo quyền của ngươi gặp phải kỳ lân bộ, có thể ngăn cản mấy chiêu. Thử liền biết, Hùng Trấn Quang đã cảm nhận qua lực lượng của Tống Thu, trong mắt đã sớm thu hồi khinh thường, nhảy lên, trong mắt mang theo chiến ý nồng đậm. Hắn là một trong 10 thanh niên quyền thủ ở Thuận Thành, xếp hạng ở phía chữ ước hắn, tuổi tác đều lớn hơn hắn, Hùng Trấn Quang còn chưa từng thua qua. Quang ca cố lên, không ít thanh niên Hùng gia đều đến, cổ vũ cho Hùng Trấn Quang. Hùng Trấn Quang là nhân vật tiêu biểu của thế hệ trẻ nhà Hùng gia. Bên kia đám đông, Lý Tiểu Thụ do dự một chút, lấy hết dũng khí, Thu ca cố lên. Không ít người cười nhạo, cái gì tinh anh quyền quán Thiền Thành, ta chưa từng nghe qua. Tống Thu này cũng chỉ mới 16-17 tuổi, có thể có bao nhiêu năng lực. Quang ca trừng trị hắn, Quang bước lên, hùng hổ hổ, ta xuất chiêu, tiếp chiêu. Phách đạo quyền, quyền thế phách đạo, đào núi lấp biển. Một người trẻ tuổi quay đầu cười với Lý Tiểu Thụ, Tiểu Tử Kla, ngươi xem kỹ đi, phách đạo quyền Thuận Thành chúng ta, nhưng quyền giới tuyệt đối, đừng nhìn nhầm. Bang, một đạo thân ảnh nặng nề ngã xuống cột hoa mai, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Người thanh niên ngẩng đầu lên tròng mắt sắp lồi ra, theo bản năng dụi mắt mình một chút, Quang ca đâu. Trên cột hoa mai, chỉ còn lại một mình Tống Thu. Trận chiến kết thúc rồi, một chiêu, phách đạo quyền thế lực hùng hổ. Thập đại thanh niên kiệt xuất Thuận Thành, dĩ nhiên một chiêu bại bởi thiếu niên 16-17 tuổi đến từ Thiền Thành. Tất cả mọi người đều toát ra ánh mắt không thể tin được. Trên mặt đất, sau khi Hùng Trấn Quang bình tĩnh lại, đột nhiên nhảy lên, nhìn chằm chằm Tống Thu, ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, người đây là võ công gì? Mai, chắp tay mà đứng, thản nhiên nói, kỳ lân bộ pháp, truyền từ Nam Quyền Chi Sư, Sở Trần. Sở Trần, Sở Trần, trong miệng Hùng Trấn Quang không ngừng ngập ngừng cái tên này. Ánh mắt gian gian toát ra cuồng nhiệt. Một màn này, Tống Thu nhìn vào trong mắt, nội tâm không khỏi cười hắc hắc. Anh rể, anh còn chưa có đi tới Thuận Thành,
Thuận Thành đã có truyền thuyết của anh. Còn có người hâm mộ nhỏ. Sở Trần ở đâu? Hùng Trấn Quang đột nhiên ngẩng đầu, ta muốn bái hắn làm sư phụ. 5 giờ chiều, một chiếc taxi tiến vào Hùng gia, chính là thoát khỏi đám người đi theo Sở Trần. Hùng Nhạc đã sớm trở về, nghe được Hùng Trấn Quang cùng Tống Thu tỉ thí một hồi, hung hãng của trách Hùng Trấn Quang một trận, lại xuất lĩnh chúng ra chờ đợi Sở Trần đến. Cả nhà Hùng đều tụ tập lại, bất kể là trên tay có công việc hoặc là không có việc làm, không cho phép có bất kỳ lý do gì, đều trở về Hùng gia. Chỉ để chào đón một người, Sở Trần cũng không nghĩ tới Hùng Nhạc làm lớn như vậy, sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người đông nghịt. Sở thiếu, những người này, đều là người nhà tôi. Hùng Nhạc cung kính đi tới trước mặt Sở Trần, cung nghênh Sở thiếu đến Hùng gia. Mạc Phổ Ưu nhìn Sở Trần, tên này đi tới đâu, phô trương tựa hồ cũng không nhỏ. Ngoại trừ thân phận con rể Tống gia gia, thân phận khác của anh tựa hồ đều có chút chói mắt. Hùng gia chủ, Sở Trần cười cười, ta còn tưởng rằng là người cả thôn ngươi tới. Hùng Nhạc xấu hổ, không có biện pháp, các huynh đệ trong gia tộc đều có thể sinh anh rể. Tống Thu sải bước đi lên, ánh mắt mang theo tranh cong NSLN Sở Trần. Làm tốt lắm, Sở Trần mỉm cười, nhì ri thoáng qua, Kiều Trường Lão không có đi cùng cậu sao đi sao. Bên kia còn có chuyện phải xử lý, Kiều Trường Lão ở lại. Tống Thu nói, tiêu diệt Vu Thần Môn, lấy lĩnh Nam Dược Cốc dẫn đầu, tuy rằng trong một đêm phá hủy hang ổ Vu Thần Môn, nhưng sau này còn có rất nhiều chuyện, Kiều Thương Sinh phải đi theo. Sở Trần cũng hiểu, vừa muốn nói chuyện, một đạo nhân ảnh giống như mũi tên vọt tới. Bùm quỳ gối trước mặt Sở Trần. Sở Trần ngạc nhiên, Hùng Nhạc ngây người một chút, ánh mắt như chuông đồng mở to, trực tiếp bắt lấy Hùng Trấn Quang nâng lên, tiểu tử thúi con làm gì vậy? Hùng Nhạc có chút hoảng hốt, đây là con trai hắn a. Trong lúc bất chợt vừa tới như vậy, ngộ nhớ Sở thiếu hiểu lầm, cho rằng là hắn cố ý để con trai chạy ra bái sư trước mặt mọi người. Sở thiếu, đứa nhỏ này không biết lễ phép, cậu đừng trách. Mơ ca, cha buông con ra, con thật lòng bái sư với Sở sư phụ. Hùng Trấn Quang giãy giụa. Sở Trần phục hồi tinh thần, thấy Tống Thu ở một bên than xác có quái không khỏi liếc mắt nhìn Tống Thu một cái. Mơ là như vậy, Tống Thu vội vàng một nói, anh rể, trước khi anh tới, cùng Trấn Quang so tài mấy chiêu. Ánh mắt Hùng Trấn Quang mang theo khát vọng, Sở sư phụ, tôi muốn học kỳ lân bộ. Hồ nháo, Hùng Nhạc ném Hùng Trấn Quang sang một bên, không biết lớn nhỏ, cút sang một bên. Hùng Nhạc vừa định cùng Sở Trần bồi tội, Sở Trần cười cười lắc đầu, không sao. Sở Chan nhìn Hùng Trấn Quang, nếu người thật sự muốn học, liền đen tinh anh quyền quán, nhưng, đi cũng không nhất định có thể học được. Tôi nhất định sẽ khiến cho Sở sư phụ hài lòng. Ánh mắt Hùng Trấn Quang kiên định, hiển nhiên là một người mê võ nghệ. Không cần khiến cho ta hài lòng, khiến Tiểu Thu hài lòng là được. Sở Trần khoát tay áo, kỳ lân bộ ta đã truyền cho Tiểu Thu. Nghe vậy, tâm thần Tống Thu không khỏi chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Trần những lời ý này, không thể nghi ngờ ý ả cho hắn khẳng định thật lớn, càng là tương đương với cho tương lai của hắn mở ra một con đường lớn. Tống Thu si mê võ công quyền cước, sau này hắn hoàn toàn có thể dựa vào kỹ lân bộ pháp mớ quyền quán, trở thành một phái tông sư. Ánh mắt Hùng Trấn Quang nhìn Tống Thu vô cùng cuồng nhiệt, Tống Thu ca ca. Tống Thu cả người nhất thời không tự chủ được giật mình một cái. Đại sảnh Hùng gia chủ, lần này làm phiền rồi, ta cần một chỗ tương đối yên tĩnh, không cho người đến gần. Sở Trần rất nhanh đi thẳng vào chủ đề, thần sắc vợ chồng Lý Trấn ngồi ở một bên nhất thời kích động. Hai tay nắm chặt, không che giấu được nội ý tâm phấn chấn. Lý Trán biết Sở Trần phá huyễn thần cổ, đối với phương pháp phá cổ của Sở Trần tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Hùng Nhạc dẫn theo mọi người Sở Trần đi tới hậu viện trang viên Hùng gia, bên cạnh núi giả có một sân nhỏ khép kín luyện võ, Hùng gia cũng lấy võ phu khởi nghiệp, bản thân Hùng Nhạc cũng là một võ sĩ cấp bậc tông sư, số 1 số 2 ở Thuận Thành. Sở thiếu, chỗ này, không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép tiến vào. Hùng Nhạc trầm giọng nói, bên ngoài tôi đã cho người phong tỏa, Sở thiếu xin yên tâm. Sở Trần gật đầu, làm phiền ngươi rồi. Hùng Nhạc được sủng ái mà lo sợ, vội váng tỏ vẻ chỉ lá một cái nhấc tay. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía người nhà Lý Trấn, trên người ba người, đều bị hạ tử mau tan huyết cổ. Sở Trần tuy rằng chưa từng tiếp xúc vua, nhưng, anh tin tưởng năng lực giải cổ của mình. Hơn nữa hôm nay còn có La Vân Đạo Tôn ở đây, muốn phá tử mẫu tan huyết cổ. Tuyệt đối không khó. Ánh mắt cả nhà Lý Trấn mang theo chờ mong,
thấp thỏm, kích động. Sở Trần nhìn thoáng qua Hùng Nhạc, còn có Hùng Trấn Quang đứng bên cạnh anh, cũng không có ý muốn rời đi, Sở Trần cũng không sao cả, trực tiếp bảo tổng thu dọn tới bàn, Hùng Trấn Quang điên cuồng đi qua trợ giúp. Lúc chúng ta đi ra, bị người theo dõi, bọn họ nhất định cũng nghĩ đen hôm nay ta sẽ đi giải cổ cho Ly Trấn, vì án toàn mà thấy, ta van phải bố trí một cái quan tâm trận. Sở Trần vừa mở miệng, cha con Hùng Nhạc liền bối rối. Bày trận, hai cha con dường như đã mở ra một thế giới mới. Để tôi xem trình độ của anh giảm bao nhiêu trong những năm qua. La Vân Đạo Tôn cười tủm tỉm mở miệng, Sở Trần mặt tối sầm lại, có như ngươi nói sao? La Vân Đạo Tôn biết Sở Trần bị trấn hồn phù khóa 5 năm, tự nhiên rõ ràng, 5 năm qua, ngoại trừ linh hồn có lỗ cỏ rèn luyện bên ngoài, Sở Trần các phương diện khác đều là dậm chân tại chỗ, thậm chí CSL sẽ có chút lùi bước. Nhưng, Sở Trần ngược lại tranh một hơi, bố trí quá trình quan tâm trận, làm liền một mạch. Ánh sáng màu vàng lóe lên, thượng phẩm linh trận, quan tâm trận, lợi hại. La Vân Đạo Tôn cảm thán, thật không hổ là kỳ môn thiên kiêu mà trường môn nhân đều khen ngợi a. Ngươi cho rằng một cái mũ quan lớn như vậy lại không cần làm việc sao? Sở Trần liếc La Vân Đạo Tôn một cái, hôm nay nhiệm vụ của ngươi nặng nề, sư huynh phải kiểm tra bài tập của ngươi một chút. La Vân Đạo Tôn khóe miệng giật giật, sư đệ chẳng khác nào không có quyền con người. Mở đại là trận pháp, Hùng Trấn Quang nhịn không được tò mò nói một tiếng. Tống Thu cười nhạo, ngươi vào cảm nhận một chút. Hùng Trấn Quang trần chờ một hồi, Hùng Nhạc cũng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần đương nhiên hiểu bọn họ đối với trận pháp tò mò, xua tay ra hiệu. Hùng Nhạc hít sâu một hơi, hắn cũng thuộc về một phan tử của cửu huyền môn, tuy rằng chỉ là phụ trách hỷ ính vực kinh doanh bên ngoài, nhưng cũng biết một ít bí mật về kỳ môn, thần sắc Hùng Trấn Quang thi thoải mái han nhiều, trực tiếp tiến vào trong quan tâm trận. Trong nháy mắt, trong mắt Hùng Trấn Quang trợn to đến cực hạn. Cả người phảng phất như linh hồn trực tiếp từ cơ thể ra đứng ở trong quan tâm trận. Phản ứng của Hùng Nhạc cũng không tốt hơn Hùng Trấn Quang y nhiều hơn, trực tiếp thất thần. Vài phút sau, Tống Thu kéo hai người ra khỏi quan tâm trận. Như thế nào, Tống Thu cười tủm tỉm nhìn hai người. Ánh mắt Hùng Trấn Quang nhìn Sở Trần, có một cảm giác cúng bái thần linh. Hai chữ trận pháp này cũng không xa lạ, từ xưa đã truyền xuống, nhưng Hùng Trấn Quang nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Trận pháp lại thật sự tồn tại, hơn nữa vẫn huyền bí như truyền thuyết. Trong nháy mắt tiến vào quan tâm trận, Hùng Trấn Quang có loại cảm giác bị rửa sạch ý ính hồn, trước nay chưa từng có thảm tính, ở bên trong, tất cả lệ khí phảng phất đều sẽ bị tiêu trừ, thầm nghĩ yên lặng lắng nghe nhịp tim của mình. Quá thần kỳ rồi, Hùng Nhạc không kiềm chế được, lớn tiếng cảm thán. Lý Trấn nhìn Sở Trần, thần sắc lướt qua một tia phức tạp, nửa hồi, đi tới trước mặt Sở Trần, cúi đầu thật sâu, ngẩng đầu lên, bất luận thành công hay không, sau khi chấm dứt, tôi đều sẽ nói tất cả những gì mình biết ra. Sở Trần nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lý Trấn, mỉm cười gật đầu, tôi bảo đảm, từ Mâu Dung Huyết Cổ gặp được tôi, tất phải chết không thể nghi ngờ. Nụ cười ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt. Thủ đoạn kỳ môn, thiên phú của Sở Trần, ngay cả cửu huyền trường môn cũng sợ hãi. Sau đó một nhà Lý Trấn tiến vào quan tâm trận, ánh mắt Sở Trần nhìn về phía La Vân Đạo Tôn. Chúng ta bắt đầu đi, M. La Vân Đạo Tôn sớm đã chuẩn bị xong, lúc này gật đầu, xuất ra rất nhiều bùa đã sớm chuẩn bị xong. Quang mang của bùa chợt lóe qua, khó khăn muốn phá giải tử Mao Dung Huyết Cổ chính là, muốn phá mẫu cổ, trước tiên phá tử co. Nhưng mà, trước khi mẫu cổ bị phá, tử cổ vừa động, sẽ dẫn tới mẫu cổ không kiểm chế được. Sở Trần thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, một nhà lập phương người Lý Trấn trên người đều là tư cổ. Dung huyết mẫu cổ ở trên người Vu Thần môn chủ Ninh Quân Hà, tử cổ vừa động, cho dù khoảng cách xa, hắn cũng có thể cảm ứng được, trước khi hắn tiếp cận khoảng cách chúng ta nhất định phải khống chế tử cổ, loại bỏ tử cổ từ trên người ba người này. Thát sư đệ, tử cổ trên người cậu nhóc giao cho ngươi. La Vân Đạo Tôn nghe vậy lập tức gật đầu, thần sắc tự tin, không thành vấn đề, chỉ là thủ đoạn nhỏ y của Vu Thần môn, còn không làm khó được ta. Kế tiếp. Quang mang của bùa không ngừng lóng lánh mà lên. Sở Trần cùng La Vân Đạo Ô Tôn cơ hồ cùng một thời điểm khẽ quát một tiếng. Ba đạo bùa đồng thời đánh vào trong cơ thể một nhà ba người Lý Trấn. Trong khoảnh khắc, vòng sáng của quan tâm trận vỡ vụn, khuôn mặt một nhà ba người Lý Trấn kịch hệt biến hóa, nhất là cậu nhóc Lý Tiểu Thụ, gân xanh trên khuôn mặt bạo phát, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Tống Thu nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm. Trong lòng hai cha con Hùng Nhạc cũng thấp thỏm. Vô cùng tò mò. Cơ hồ cùng lúc đó, trên một con đường,
một chiếc xe tựa như trơn trượt lao ra khỏi đường. Ninh Quân Hà phanh gấp, khuôn mặt biến ảo, hai tròng mắt khi thì đỏ lên, hai ỉ tay nắm chặt vô lảng, cả người đang kịch liệt rung động. Một lát sau, Ninh Quân Hà mới ấn mẫu cổ dung huyết sao động trong cơ thể ấn xuống, thần sắc tức giận, quay đầu lại nhìn chằm chằm một phương hướng phía sau, đáng chết, không phải hướng này. Người phía dưới tay còn đang báo cáo, Sở Trần ở trong phạm vi giám sát của Minh. Xem ra, Sở Trần dùng phương pháp kim thiền thoát xác, người phía dưới tay mình theo dõi không khí. Sở Trần, người đừng mơ tưởng phá mẫu tử tan huê của ta. Ninh Quân Hà khuôn mặt dữ tợn đạp mạnh chân ga, quay đầu vào tới. Thuận Thành Hùng ra, một nhà ba người Lỵ Trấn miệng đều mở ra, cổ trùng ở cổ họng nhúc nhích, chậm rãi bò lên trên, một màn này, làm cho người ta nhìn sờn gai ốc. Hùng Trấn Quang theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn chưa từng thấy qua hình ảnh huyền bí như vậy. Trong miệng Lý Tiểu Thụ xuất hiện một con sâu màu đỏ, trong nháy mắt bay ra khỏi miệng Lý Tiểu Thụ, con sâu nhỏ màu đỏ phảng phất như có cánh bay ra ngoài. Một tiếng sấm đập tới, con sâu nhỏ màu đỏ bị cắt trực tiếp thành hai đoạn. Ninh Quân Hà đang lải xe trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể run lên, trong đó một tử cổ bị hủy. Sở Trần ý Ninh Quân Hà nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, hai tròng mắt tràn ngập oán hận, ta vá ngươi không đội trời chung. Ninh Quân Hà lại đạp mạnh chân ga, chỉ cần gần hơn một chút, hắn có thể thông qua màu cổ dung huyết đến khống chế tử cổ thậm chí trực tiếp để tử cổ đi chết. Sau khi con sâu màu đỏ trong miệng ly tê, ỉu thụ đi ra ngoài, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất thiếu thu. Dẫn cậu ấy ra ngoài nghỉ ngơi một hồi sẽ không sao. Sở Trần nói, Tống Thu ôm Lý Tiểu Thụ, lui sang một bên. La Vân Đạo Tôn cười tủm tỉm nhìn Sở Trần, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tôi bên này không có vấn đề gì. Lời nói của Sở Trần vừa dứt, Lý Trấn cùng với vợ trong miệng đồng thời xuất hiện hai con sâu màu đỏ. Hai con sâu màu đỏ vừa bay ra chợt quay đầu vọt về phía vợ chồng Lý Trấn, tầm mắt Sở Trần híp lại, tay bóp bùa, nhanh chóng thi triển ra. Hai đạo kinh lôi bổ về phía hai con sâu màu đỏ. Vợ chồng Lý Trấn đồng loạt ngã xuống đất. Nhưng hai con sâu màu đỏ phảng phất có sinh mệnh, trên không nhoáng lên, né tránh công kích của tiểu ngũ lôi phù. Trong lòng mọi người đều cả kinh, là Vu Thần môn chủ đến rồi. Sở Trần trầm giọng nói, hắn đã tiến vào phạm vi có thể khống chế tử mẫu dung huyết cổ sắc mặt Tống Thu biến đổi, thốt ra anh rể, làm sao bây giờ? Hắn trễ một bước, ánh mắt Sở Trần nhìn về phía La Vân Đạo Tôn. La Vân Đạo Tôn không dám lười biếng, tay bóp bùa, hào quang liên tục nổi lên. Lực bùa như lồng giam phủ tới. Hai con sâu nhỏ điều khiển từ xa, cũng dám giễu võ dương oai trước mặt bản tôn. La Vân Đạo Tôn cuối cùng dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất, lấy ngón trỏ cùng ngón cái làm vũ khí, trước sau bóp chết hai con sâu nhỏ. Bên đường cao tốc xa xa, vô lăng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thân thể Ninh Quân Hà nằm sấp trên vô lãng, tức giận đến phát run, chậm một bước, nếu như dung huyết từ cổ còn ở trong cơ thể một nhà ba người Lý Trấn. Sở Trần muốn ngăn cản dung huyết tử cổ thương tốn Lý Trán, khó như lên trời. Sở Trần, Ninh Quân Hà nghiến răng nghiến lợi, thanh âm băng hàn phảng phất như ở trong băng thiên tuyết địa rút ra, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, chết không yên lành. Ánh mắt Ninh Quân Hà tràn ngập sát ý. Một lát sau, Ninh Quân Hà thu hồi cảm xúc, lấy điện thoại di động ra, nhận điện thoại của Ninh Quân thiếu anh, em chậm một bước. Không sao, quay về đi, kịch hay thật sự sắp bắt đầu. Ninh Quân cười nói, Lý Trấn tuy rằng là rơ nội tây họa ngầm, nhưng không có khả năng lay động toàn bộ đại cục, kế tiếp, chúng ta ngồi hút một điếu thuốc, chờ xem kịch. Nghe vậy, Ninh Quân Hà sửng sốt, một lúc lâu sau, Ninh Quân Hà không khỏi thử một câu, anh, ý của anh là, Sở Trần bên kia có La Vân Đạo Tôn, vậy trước tiên động Ninh Tử Mặc đi. Ninh Quân tiếu thanh âm vang lên, ta đã tung gạch như ngọc, chỉ nhìn một trận bão táp này của Thiền Thành, có thể hay không nhấc lên. Ninh Quân Hà lau vết máu khóe miệng, ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua phía trước mắt, tầm mắt lạnh lùng nheo lại, Thuận Thành. Đợi sau khi sự tình chấm dứt, ta sẽ cùng các người tính sổ. Ninh Quân Hà xoay đầu xe, khẩn cấp chạy nhanh về phía Dương Thành. Hắn vô cùng chờ mong, kịch hơi yên Ninh Quân Tiếu đề cập tới. Anh hai nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Hùng gia, phá cổ kết thúc, một nhà ba người Lý Trấn đã tỉnh lại, Lý Trấn một tay kéo vơ một tay kéo tiêu thụ. Đi tới trước mặt Sở Trần, đột nhiên quỳ xuống. Cảm ơn ân công đã ban cho Trung Lôi một sinh mệnh mới, Phự Lỵ Trấn dập đầu khóc, cảm xúc kích rộng. Đại ân đại đức, kiếp này không quên. Lý Trấn ngẩng đầu, hai mắt hắn cũng đỏ lê ri, thanh ảm run rẩy,
những năm gần đây, tôi làm hết chuyện thương thiên hại lý, tội đáng muôn chết, tôi nằm mơ cũng sợ báo ứng sẽ rơi vào trên người vợ con cửa tôi, Sở Trần, đa tạ cậu cho chúng tôi sinh mệnh mới. Lý Trấn, việc ông làm, đều là bị ép bất đắc dĩ, bị dung huyết tử cổ khống chế, hiện tại chúng ta đạt được tự do, ông nhất định phải nói tất cả những gì ông biết nói cho ân công. Vợ Lý Trấn mở miệng, Lý Trấn gật đầu, nhìn Sở Trần trầm giọng nói, những nam gàn đây vu thần môn chủ mượn tay tôi. Ảm không ít chuyện, tôi sẽ nói ra một chuyện không giữ lại, nhưng mà, rất nhiều chuyện vụ thần môn chủ đều không có lộ diệt, đều là tôi tự tay làm, Lý Trấn nắm chặt nắm tay, nếu như muốn hỏi tội, tội danh của hắn mới là lớn nhất, vụ thần môn chủ chỉ là mượn đao giết người, còn không gửi lại bất kỳ chứng cứ gì. Ông từ từ nói, Sở Trần tin tưởng, Ninh Quân Hà cẩn thận hơn nữa, cũng không có khả năng trôi chảy, nhất định có cơ hội bắt được nhược điểm của hắn. Nếu có bằng chứng thực chứng minh thân phận Ninh Quân Hà là vu thần môn chủ hơn nữa liệt kê ra một loạt ác hành, dùng ra pháp Ninh gia tuyệt đối không dung tha Ninh Quân Hà. Một khi Ninh Quân Hà ngã xuống, Ninh Quân thiếu tương đương với gãy một bên cánh. Tống Thu đã mang ghế đến, cố nén kích động đi ra ngoài mua hạt dưa. Chị dâu, chị đưa tiểu thụ ra ngoài chơi đi. Sở Trần đột nhiên nói một câu. Vợ Lý Trấn chần chờ một chút, gật gật đầu, kẻo tay Lý tiểu thụ, đi ra ngoài. Cảm ơn cậu, Lý Trấn thần sắc cảm kích nói một tiếng. Những năm gần đây hắn làm việc đều là dưới sự khống chế của dung huyết tử cổ, mặc dù không phải ý định của hắn nhưng những chuyện này Han Trung Quy không muốn bị vợ con của mình nghe thấy. Những người cha muốn giữ hình ảnh tuyệt vời trước mặt con cái của họ. Trang gì mà hay hay thế cộng trơm chuyện, VN cộng nếp theo, Lý Trấn nói ra hết chuyện này đến chuyện khác. Hắn cũng giống như một thanh đao trong bóng tối của Ninh Quân Hà, ngoài mặt không làm được chuyện. Liền do Lý Trấn đi làm. Vu thần môn chủ này, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Húng Nhạc nghe cũng nhìn không được nổi giận, mở to đôi mắt, phẫn nộ nói, quả thực Trinh là một ác tặc táng tận lương tâm, nếu hắn ở trước mặt ta, lão Hùng ta khẳng định một cái tát đập nát hắn. Ta cũng phải để cho hắn nêm thử tư vi phách đạo quyền. Hùng Trấn Quang tức giận nói. Sở Trần gật đầu, ta biết thân phận vu thần môn chủ. Sở thiếu cậu nói xem, hắn là ai? Hùng Nhạc ma quyền xoa tay, phảng phát đã không kiềm chế được đại đao của mình. Hắn họ Ninh, tên là Quân Hà. Sở Trần nói, hẳn là rất dễ dàng tra được cái tên này. Miệng Hùng Nhạc há to, Hùng Trấn Quang cả người run, rẩy. Thật lâu sau, Nhạc quay đầu nhìn Hùng Trấn Quang, con trai, vừa rồi con tìm là có việc sao? Cha, chúng ta trước tiên không quấy rầy Sở sư phụ, đi ra ngoài nói đi, phản ứng của Hùng Trấn Quang cũng rất nhanh. Hai cha con bò chạy ý, Ninh gia, Ninh Quân Hà, đây đâu phải là tồn tại mà bọn họ có thể chọc được. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân né tránh, cha con Hùng Nhạc vô cùng thức thời ý lựa chọn rời đi. Hắc Phu Phái, phần lớn phân bố ở vùng Kiềm Tỉnh, núi cao rừng rậm, người dân nơi này tiếp xúc với rắn xà trùng kiến, lâu ngày, liền nuôi ra cổ trùng, sáng tạo ra cỏ thuật. Một, Lý Trấn tiếp tục nói, Phu Thần Môn là một nhánh quan trọng của phái Hắc Phu. Ở sâu trong một ngọn núi ở Kiềm Nam, còn có một khu cấm địa, trong cam địa có không ít cổ trùng mũ cường đại, nhưng mà, bắt đầu từ Ninh Quân Hà đột nhiên trở mũ thành vu thần môn chủ, khu cấm địa kia cũng trở thành phòng thí nghiệm của Ninh Quân Hà. Phòng thí nghiệm, Sở Trần nhíu mày, lấy máu huyết của người sống, luyện một loại thi cổ. Lý Trấn trầm giọng nói, luyện tinh huyết của ngòi sống thành cổ, đánh vào trong cơ thể ngòi y chết, sẽ làm cho người vốn đã chết nằm cứng đơ, hơn nửa lực lớn vô cùng. Không sợ đau đớn. Tôi từng nghe hắn nói qua, nghiên cứu thi cò đã gan như hoàn mỹ. Vì để cho người chết sống lại, không đúng, là thân thể sống lại, phải dùng sinh mệnh của người sống đi hiến tế. Tống Thu không khỏi run rẩy, quá tà ác a, hắn trực tiếp dùng cổ lên người người sống không tốt sao? Lý Trấn trầm ngâm một hồi, nhìn Tống Thu, ví dụ như cậu chết rồi. A hát, ông sắp xếp lại ngôn ngữ của mình một chút. Tống Thu phản ứng vô cùng nhanh chóng. Xin lỗi, Lý Trấn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ví dụ như tôi chết rồi, nhưng khi còn sống tôi là tiên thiên võ giả, Ninh Quân Hà tìm được thi thể của tôi, bỏ vào thi cổ mà nói, thi thể này của tôi có thể phát huy ra thực lực tiên thiên võ giả. Thử nghĩ một chút, võ giả cấp bậc tiên thiên, không để ý đau đớn, không sợ sinh tử, kẻ địch như vậy, ai không đau đầu. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng híp lại, lấy tinh huyết của người sống luyện ra thi cổ, chỉ cần chúng ta tìm được thi cổ. Hơn nữa chứng minh xuất phát từ tay Ninh Quân Hà, hắn không chỉ bị gia pháp Ninh gia xử trí,
mà còn phải bị võ giả chính nghĩa khắp thiên hạ đánh dẹp đuổi giết. Cấm địa Vu Thần Môn, ở nơi nào? La Vân Đạo Tôn hỏi. Tối hôm qua tôi đi điều tra qua, trong cấm địa đã không giữ lại bất kỳ chứng cứ nào về thi cổ. Lý Chấn nói, Ninh Quân Hà đối với phương diện này vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn biết một khi bại lộ Sở Trần gật đầu, thần sắc lạnh như băng, giấu sâu hơn nữa, cái đuôi hổ ly cũng sẽ lộ ra. Kế tiếp Lý Chấn tiếp tục nói đầu đuôi gốc ngọn chuyện mình biết ra. Nói trong 2 giờ, Lý Chấn cố gắng hồi tưởng lại, tạm thời cũng không nghĩ tới cái gì khác. Phu thần môn chủ ở thế tục địa vị hiển hách, trong tay còn có tà vật như thi cổ, nếu như không thể kịp thời ngăn cản hắn mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh vô tội bị hắn hãm hại. Lý Chấn hít sâu một hơi, chờ sau khi tôi thu xếp ổn thỏa vợ con tốt, tôi sẽ tự mình trở lại thiền thành, dùng hết sức lực của tôi đối phó Vu Thần Môn chủ. Không bằng để cho bọn họ Hùng gia đi. Sở Trần nói, ông cũng ở lại Hùng gia, có nơi cần ông, tôi lập tức thông báo ông cũng có thể nhanh nhất chạy tới. Lý Chấn trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu vô cùng cảm kích, đa tạ cậu, Sở Trần. Tôi cũng muốn cảm ơn ông. Sở Trần hít sâu một hơi, nếu như không phải cậu, tôi còn không biết, Ninh Quân Hà dĩ nhiên nghiên cứu loại tả cổ táng tận thiên lương này. Những năm gần đây, bởi vì thí nghiệm thi cổ người vô tội chết đi căn bản không đếm được, thi cốt trong cấm địa Vu Thần Môn chất đống thành núi. Lý Chấn hít sâu một hơi, thanh âm đang run rẩy một chút, trong đó có không ít, là tôi tự tay tóm lại. Lý Chấn NSLN Sở Trần, trong lúc bất chợt quỳ xuống lần nữa, tôi khẩn cầu cậu, nhất định phải vì người đã chết, đòi lại công đạo, cho dù để cho tôi trả giá bằng tính mạng, tôi cũng cam tâm tình nguyên. Tôi sẽ không để thi cổ gây họa cho nhân gian. Sở Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía La Vân Đạo Tôn, thất sư đệ, ta cho ngươi một nhiệm vụ. Theo dõi Ninh Quân Hà, La Vân Đạo Tôn suy đoán ý tứ của Sở Trần. Không sai, Sở Trần trầm giọng nói, trước tiên theo dõi 2 ngày, xem có thể tra ra manh mối về thi cổ hay không, nếu như không có thu hoạch, liền trực tiếp bắt Ninh Quân Hà tới, chính miệng ta hỏi hắn một chút. Không thành vấn đề, La Vân Đạo Tôn gật đầu. Anh rể, nhiệm vụ của em thì sao? Tống Thu tựa hồ cũng nhận ra có chuyện lớn phát sinh, lúc này phấn chấn, có chút không kiềm chế được phấn chấn trong lòng, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Sở Trần, hắn cũng muốn có cảm giác tham dự. Sở Trần nhìn Tống Thu một cái, nhiệm vụ của cậu là ở lại nhà, bảo vệ tốt người trong nhà. Khóe miệng Tống Thu nhếch lên, anh rể rõ ràng là không muốn dẫn theo hắn. Trong nhà hiện tại có Trương đạo trưởng trấn giữ, còn có Hoàng Phủ Minh chủ thời gia dài đều ở đây. Nhiều hơn em không? Nhiều, thiếu một mình em không ít, Tống Thu còn muốn giãy dụa một chút, trông mong nhìn Sở Trần, nhịn không được lại bổ sung một câu, anh rể, em chính là muốn trải nghiệm thêm một chút, ví dụ như hành động tối hôm qua của Vu Thần Môn, em cảm giác cảm ngộ lì lân bộ pháp lại sâu thèm vài phần, huống chi, có bùa hộ mệnh của anh rể ở đây, em nhất định sẽ không có nguy hiểm. Sở Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Tống Thu một nhiệm vụ, cậu đi theo dõi Hoàng gia. Hoàng gia. Tống Thu vẻ mặt sương mù nhìn Sở Trần, căn cứ theo tin tức hữu hiệu, tối hôm qua mấy người thần bí tới Hoàng gia, nhiệm vụ của cậu là điều tra thân phận của mấy người thần bí này. Sở Trần nói, chúng ta hiện tại ngoài kẻ địch là Ninh gia, nhưng cũng phải đề phòng sau lưng chúng ta, nếu không, bị người đâm một đao cũng không biết. Sở Trần vỗ vai Tống Thu một cái, nhiệm vụ gian khổ này giao cho cậu, tương đương với giao hậu phương của chúng ta cho cậu, Tiểu Thu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Tống Thu nhất thời tinh thần chấn động, anh rể anh yên tâm, điều tra Hoàng gia, em có kinh nghiệm. Vậy, tôi thì sao? Một thanh âm đột nhiên cẩn thận vang lên. Sở Trần nhìn lại, Tiểu Vô Ưu, cô xen vào cái gì, tìm hiểu thật tốt thuật kỳ môn, cùng ông nội cô, qua vài ngày nữa sẽ đi vào cửu huyền môn tu hành. Mạc Vô Ưu muốn nói lại thôi. Mấy người Sở Trần đi ra khỏi sân luyện võ. Cha con Hùng Nhạc ở ngoài cửa chờ, thấy Sở Trần đi ra, trong mắt Hùng Nhạc mang theo thấp thỏm. Áy náy, cùng với bất an. Vừa rồi biết kẻ địch là Ninh gia sau đó, hẳn lựa chọn lui ra phía sau, luôn có một loại cảm giác có lỗi với Sở Thiếu. Sở Trần cũng không ngại, dù sao thực lực của Hùng Nhạc quả thật cũng không giúp được anh, nếu cố gắng chống đỡ ngược lại là trắc trở. Sở Thiếu, Hùng Nhạc cắn răng, nếu như có cái gì lão Hùng ta giúp được, cậu cứ việc mở miệng. Sở Trần mỉm cười, đa tạ Hùng gia chủ đêm nay chiêu đãi. Sở Trần sau khi cáo biệt Hùng Nhạc, lập tức trở về. Lúc trở lại Tống gia đã là 9 giờ tối. Tôi ra ngoài trước, Tống Thu tắm niệm nhiệm vụ của mình, vừa xuống xe liền đi ra ngoài. Tô Nguyệt Nhàn vừa mới đi ra,
thấy Tống Thu trực tiếp đi ra ngoài, không khỏi hô to một tiếng, Tiểu Thu, mẹ nấu canh rồi. Không uống, Tống Thu khoát tay, rời đi. Tô Nguyệt Nhàn lẩm bẩm vài câu, ánh mắt nhìn về phía Sở Trần, khuôn mặt nhất thời lộ ra tươi cười, Sở Trần, đi vào uống canh. La Vân Đạo Tôn cùng Mạc Vô Ưu đã xuống xe quán nhỏ Tinh La, giờ phút này cũng chỉ có một mình Sở Trần, lúc đi vào đại sảnh, phát hiện Trương Vận Quốc thế nhưng đang ngồi trên sofa. Trương Đạo Trưởng, Sở Trần đi qua, Trương Vận Quốc vội vàng đứng lên. Sở Thiếu, Trương Vận Quốc thật sự không biết nên xưng hô Sở Trần như thế nào, cuối cùng nghẹn ra một tiếng, Sở Thiếu. Tô Nguyệt Nhàn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trương Vận Quốc, đi ra ngoài một chuyến trở về, đạo trưởng khách khí không ít a. Trương đạo trưởng khách khí rồi, ngồi xuống. Sở Trần ngồi xuống, anh tuy là con rể ở rể, nhưng Tống gia bây giờ, Sở Trần chính là chủ nhân. Tô Nguyệt Nhàn cho Sở Trần một chén canh, Ninh thiếu gia vừa rồi một mực chờ con, ta nói một lát con liền trở về. Cảm ơn mẹ, Sở Trần tiếp nhận canh, Tô Nguyệt Nhàn trong lòng vui sướng, Sở Trần vản võ xong toàn được khen ngợi khắp thành gọi bà một tỷ yếng mẹ, đây cũng không phải là vinh dự ai cũng có thể hưởng thụ, sao lại không thấy Nhan Nhan. Nhan Nhan nói trong công ty có việc gấp xử lý, tối nay tăng ca. Tô Nguyệt Nhàn nói, có việc gấp, Sở Trần lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện thoại cho Tống Nhan, nhìn thoáng qua Trương Vận Quốc, thấy bộ dạng đối phương tựa hồ vẫn muốn nói lại thòi, không khôi hỏi Trương đạo trưởng, ông có việc gì sao? Là như vậy, nơi này của tôi có một phần tư liệu, không biết đối với Sở Thiếu có tác dụng hay không? Trương đạo trưởng lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Sở Trần. Sở Trần tiếp nhận nhìn thoáng qua, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Tư liệu ghi lại mấy ngày gần đây, thương giới Thiền Thành có một số chuyển động bất thường. Trong đó có Thiền Thành Diệp gia, Triệu gia, Vinh gia, Tiền gia thậm chí Tả Hoàng gia vân vân. Điện thoại di động của Sở Trần vang lên, Tống Thu nhắn tin cho anh. Anh rể, em cách Hoàng gia chưa tới 10 km, nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sở Trần tiếp tục xem tư liệu, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Trên tư liệu ghi lại một số động tác, anh chưa từng nghe nói qua, nhưng mà, từ phía trên ghi chép biến động nhỏ, mấy nhà này tựa hồ đều đang tụ lực, thu nạp tiền tài, muốn có động tác lớn. Trương đạo trưởng, những tư liệu này làm sao có đọc? Sở Trần không khỏi tò mò hỏi một tiếng, mấy nhà này ghi chép trên tư liệu, cùng Tống gia đều có quan hệ cạnh tranh, thậm chí có thể nói là quan hệ cạnh tranh ác. Sư đệ Thanh Phong đạo trưởng của ta ở trong dì ới thương mại Thiền Thành có một chút địa vị. Rất nhiều người có tiền đều tìm hắn xem bói xem phong thủy. Trương Vận Quốc nói, hắn muốn điều tra những thứ này cũng không khó. Sở Trần cầm tư liệu, nhìn kỹ. Anh rể, em đã thành công tiếp cận Hoàng gia. Tin tức của Tống Thu lại gửi tới. Thật lâu sau, Sở Trần ngẩng đầu lên, chân thành cảm tạ, Trương đạo trường, cảm ơn, phần tư liệu này đối với Tống Nghĩa chúng tôi mà nói, quá quan trọng. Nghe Sở Trần nói như vậy, trái tim Trương Vận Quốc thấp thỏm rốt cục buông xuống. Hẳn cũng là một người hữu dụng bên cạnh Sở Trần. Trương Vận Quốc lập tức lại nói, ta còn tra được Hoàng gia có khách quý đến, thân phận khách quý của Hoàng gia, đến từ phái Thanh Dương, là một tông sư phái Thanh Dương, Tiếu Âm Kỳ. Điện thoại di động của Sở Trần rung lên một chút, Tống Thu, anh rể, em đang cẩn thận quan sát cửa Hoàng gia, vừa có biến động nhỏ, lập tức có thể thấy, em có dự cảm rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Trần suy nghĩ một chút. Trả lời tin nhắn cho Tống Thu, trở về đi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Tống Thu, gió đêm hiu quạnh, một bên cửa lớn Hoàng gia, trên cây đại lộ, ánh đèn mờ ảo, Tống Thu cảm giác đầu óc co rút một chút. Đêm nay hắn vừa tới, vừa báo cáo quá trình nhiệm vụ với Sở Trần, hắn tự tin nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lời căn dặn của Sở Trần, nhưng khi hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cửa lớn Hoàng gia, Sở Trần lại đột nhiên nói cho hắn biết, nhiệm vụ, hoàn thành. Một lúc lâu sau, Tống Thu phục hồi tinh thần, trả lời Sở Trần một dấu chấm hỏi. Khách quý của Hoàng gia là người phái Thanh Dương tới, cậu có thể về nhà uống canh rồi. Sở Trần trả lời một câu, ngẩng đầu nhìn Trương Vận Quốc, Tiếu Âm Kỳ phái Thanh Dương tới, xác định là võ giả tông sư. Vị Tiếu Âm Kỳ này, mấy năm gần đây thanh danh ở rời võ giả vang lên. Trương Vận Quốc trầm giọng nói, hiện tại là nhân vật số 2 của phái Thanh Dương, thiên phú vô song. Được công nhận là trường môn phái Thanh Dương tiếp theo. Phái Thanh Dương lúc này phái nhân vật quan trọng như vậy, có dụng ý gì? Sở Trần có chút tò mò, thái độ của phái Thanh Dương đáng để suy nghĩ, Sở Trần không cho rằng phái Thanh Dương có tư cách khiêu khích Cửu Huyền Môn, Tiếu Âm Kỳ tới Thiền Thành, nhất định có ý tứ đặc biệt.
Trong lòng Sở Trần cũng cẩn thận vài phần, anh bảo Tống Thu điều tra khách quý hoàng gia, cũng là lo lắng mình đang cùng Vu Thần môn chủ đánh cược, sau lưng đột nhiên có người đâm đao. Tiếu Âm Kỳ đến, tương đương với treo một thanh chủy thủ sắc bén sau lưng Sở Trần. Dù sao, đối phương là một võ đạo tông sư, tôi sẽ vận dụng tài nguyên của Thanh Phong sư đệ, điều tra rõ ràng ý đồ của Tiếu Âm Kỳ. Trương Vận Quốc trầm giọng mở miệng, Sở Trần nhìn Trương Vận Quốc, chân thành cảm kích, vất vả rồi, Trương đạo trưởng. Trương Vận Quốc được sủng ái mà lo sợ, không, đây là tôi nên làm. Bên ngoài một trận âm thanh bước chân truyền đến, Ninh Tử Mặc sải bước đi tới, Sở Thúc, Tiểu Mặc, có việc gì không? Sở Trần nói, cậu ngồi xuống, ta vừa vặn có chuyện nói với cậu. Ninh Tử Mặc gật đầu, cháu đã tra được thân phận của Trương Kiến Nhân kia, quả nhiên là con trai của Phú Thương Trương Thành. Ngữ khí Ninh Tử Mặc dừng lại, liếc mắt nhìn Sở Trần, biết anh hẳn là không biết Phú Thương Trương Thành, lúc này mở miệng nói, Trương Thành là giám đốc tập đoàn Thiên Nghiệp, tập đoàn Thiên Nghiệp cũng là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ. Ba người con trai của Trương Thành đều làm ở Vĩnh Dạ. Bởi vậy y có thể thấy, Trương Thành vô cùng coi trọng Vĩnh Dạ. Ánh mắt Ninh Tử Mặc quang mang lướt qua một đạo hàn quang, nãm đó, Trương Kiến Nhân tự mình ra tay phế bỏ Tiểu Cản, cũng vẫn ở lại Vĩnh Dạ. Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc, nắm tay Ninh Tử Mặc nắm chặt. Có thể tưởng tượng được, trong lòng Ninh Tử Mặc vẫn luôn nghẹn một cỗ khí. Thù này, hắn nhất định phải báo. Tập đoàn Thiên Nghiệp, Sở Trần hỏi, tập đoàn này chủ yếu kinh doanh cái gì? Tập đoàn Thiên Nghiệp hoạt động rất rộng, tập trung vào Internet, có rất nhiều khoản đầu tư trực tuyến. Ngữ khí Ninh Tử Mặc dừng lại, đúng rồi, tập đoàn Thiên Nghiệp ở Bằng Trình còn có mấy dầu mối. Nước của bọn họ kinh doanh thủy sản cũng thuận buồm xuôi gió, chuyên bán ra nước ngoài. Nói như vậy, năng lực vận tải biển của tập đoàn Thiên Nghiệp còn rất mạnh. Sở Trần lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt Ninh Tử Mặc mang theo vài phần nghi vấn nhìn Sở Trần. Hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Sở Trần có gì đó. Sao Sở Trần lúc này cũng ý thức được, mình hôm nay tựa hồ bỏ sót một vấn đề trọng điểm. Sở Trần lập tức gọi điện thoại cho Lý Trấn. Sở Thiếu, Lý Trấn nhận điện thoại rất nhanh. Tôi muốn biết một chuyện. Sở Trần trầm giọng nói, phòng thí nghiệm của Vu Thần môn chủ cần nhiều người như vậy. Những người này, đều là từ đâu mang đen. Nghiên cứu thi cổ cần rất nhiều người sống. Nếu một nơi xuất hiện dân số quy mô lớn mất tích, nhất định sẽ dẫn tới khủng hoảng. Phía chính phủ truy ra, đối với Vu Thần môn mà nói, thì tăng thêm nguy cơ bị phát hiện. Trong lòng Sở Trần một mực suy nghĩ, Vu Thần môn, Ninh gia, Vĩnh Dạ, Trương gia, thậm chí Giang gia. Giữa mấy người này đến tột cùng tồn tại quan hệ gì? Hiện giờ thân phận Vu Thần môn chủ thật sự là Ninh Quân Hà, quan hệ giữa Vu Thần môn cùng Ninh đã được gắn kết. Nhưng chuyện của Dương Tiểu Cần, Vĩnh Dạ và Trương gia cũng xen vào. Khi Ninh Tử Mặc nhắc tới năng lực vận chuyển hàng hải của Trương gia, Sở Trần lập tức nghĩ đến việc vận chuyển vật phẩm thí nghiệm. Nếu như giữa Trương gia và Ninh gia là mua bán vật thí nghiệm, như vậy, liên kết giữa bọn họ cũng liền hợp lý. Hiện tại, chỉ chờ Lý Trấn trả lời. Lý Trấn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, Vu Thần môn chủ sẽ phát tán đệ tử trong môn, đi tới các nơi, mục tiêu đầu tiên chính là người vô gia cư, dù sao, người vô gia cư mất tích không khiến người ta quan tâm. Về sau, vật thí nghiệm cần càng ngày càng nhiều, Vu Thần môn chủ không ngừng thúc giục, có đệ tử trong môn tìm được môn đạo, ở trong tay bọn buôn người mua trẻ nhỏ, thanh âm Lý Trấn run rẩy. Những chuyện này, hiển nhiên là chuyện cũ Lý Trấn không muốn nhắc tới nhất. Lúc trước hắn thân là người phát ngôn của Vu Thần môn chủ, những chuyện này, nhất định là hắn tự tay đi xử lý. Nhưng, mua bán như vậy không ổn định, nguy hiểm lắm, cuối cùng còn có đệ tử của môn chủ bị cảnh sát theo dõi. Lý Trấn trầm giọng nói, lại về sau, Vu Thần môn chủ đột nhiên nói với tôi, vật thí nghiệm hắn đã tìm được nhà cung cấp ổn định, mỗi một đoạn thời gian, tôi trực tiếp dẫn người đi nhận hàng là được, nói đến kỳ quái. Sau đó vật phẩm thí nghiệm, có không ít người vẫn là người nước ngoài. Điện thoại di động của Sở Trần là trạng thái rảnh tay, khi Lý Trấn nói ra những lời này, tâm thần Ninh Tử Mặc đột nhiên chấn động, thân thể lập tức đứng lên. Hắn nghe ra vật thí nghiệm trong miệng Lý Trấn đại diện cho cái gì nhà cung cấp mà Ninh Quân Hà TLM được, chẳng lẽ chính là tập đoàn Thiên Nghiệp. Ninh Tử Mặc lập tức hiểu được suy đoán của Sở Trần. Đương nhiên, đây cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi. Sở Trần hỏi thêm vài câu, cúp điện thoại, nhìn Ninh Tử Mặc nói, đây là điều ta đang muốn nói với cậu, Ninh Quân Hà mượn Vu Thần môn che giấu, nghiên cứu một loại thi cổ cần rất nhiều người sống,
hiện tại ta hoài nghi ở sau lưng cung cấp vật thí nghiệm người sống cho Ninh Quân Hà, là tập đoàn Thiên Nghiệp, thậm chí, là Vĩnh Dạ Ơn. Ninh Tử Mặc trong lòng chấn động. Như vậy, hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng, Trương Kiến Nhân và Ninh Cốc Nham vì sao lại đồng thời xuất hiện ở Vĩnh Dạ, Trương Kiến Nhân còn tự tay thương tổn Dương Tiểu Cần, bọn họ là người trên cùng một chiếc thuyền, Trương Kiến Nhân vui vẻ cho Ninh Gia ân tình này, hoặc là, trong đó còn có quan hệ lợi ích mà chúng ta cũng không biết. Ánh mắt Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc, nếu như giả thiết của chúng ta là đúng, kế tiếp, nếu như chúng ta tiếp tục điều tra, chỉ sợ sẽ bị điên cuồng ngăn cản, thậm chí, giết người diệt khẩu. Không vì cái gì khác, cũng chỉ vì vết thương trên mặt Tiểu Cần, cháu nhất định sẽ toàn lực ứng phó, báo thù cho Tiểu Cần. Ánh mắt Ninh Tử Mặc kiên định, cười lạnh, bọn họ điên cuồng sao? Vậy thì cháu còn điên rồ hơn họ. Ninh Tử Mặc đáp lại cũng nằm trong dự liệu của Sở Trần, mỉm cười, có đôi khi không liên quan đến đại nghĩa, nữ nhi tình trưởng cũng khiến người ta điên cuồng a. Loại chuyện này nếu đã bị chúng ta gặp phải, như vậy, liền cùng bọn họ đấu một trận, xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Sở Trần quả thật không ngờ, mình vốn là đáp ứng Ninh Tử Châu đi lên lôi đài Vĩnh Dạ, thế nhưng lại lì én lụy nhiều ư chuyện như vậy. Trên thực tế, đến tình trạng này, cho dù Sở Trần muốn lùi bước, cũng không thể rút lui hết dược. Huyễn thần cổ, tử mẫu dung huyết cổ trước sau phá giải, phù thần môn bị diệt, Sở Trần đã hoàn toàn bị cuốn vào trong chuyện này. Lý Trấn cũng nói, sau này nhà cung cấp sản phẩm thí nghiệm, cung cấp không ít người sống đến từ nước ngoài, bọn họ hoàn toàn có khả năng là mượn náng lực vận chuyển hàng hải của tập đoàn Thiên Nghiệp, mang người sống đến, lại đưa đến tay Lý Trấn. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng híp lại, Tiểu Mặc, đường dây tập đoàn Thiên Nghiệp này giao cho cậu, nếu giả thiết của chúng ta là đúng, một khi tìm được chứng cứ tập đoàn Thiên Nghiệp buôn lậu người yêu sống, hơn nữa chứng minh quan hệ giữa bọn họ và Ninh Quân Hà, có thể nhổ tận gốc bọn họ. Giao cho cháu kiểm tra. Ninh Tử Mặc trầm giọng gật đầu, tổng bộ tập đoàn Thiên Nghiệp tuy rằng ở Dương Thành, nhưng đầu mối của bọn họ cơ hồ đều tập trung ở Bằng Thành, muốn điều tra bọn họ, chỉ sợ cháu phải đi Bằng Thành một chuyến. Ninh Tử Mặc trầm ngâm một hồi, nói, thân thể Tiểu Cẩn còn đang trong giai đoạn khôi phục, không tiện đi cùng cháu, liền tạm thời để cho cô ấy ở chỗ này. Không vấn đề gì, Sở Trần nói, Tiêu Lãng không phải đã trở về rồi sao? Mấy ngày nay để Tiêu Lãng ở cùng cô ấy nhiều hơn. Ninh Tử Mặc gật đầu, vậy thì mỗi người hãy hành động đi. Sở Trần uống canh xong, đứng lên, hô một tiếng về phía phòng bếp mẹ, nấu chút canh, con mang cho Nhan Nhan. Được, câu trả lời hạnh phúc từ mẹ vỏ. Sở thiếu, tôi cáo từ trước. Trương Vận Quốc trầm giọng nói, hắn cũng khẩn cấp muốn điều tra rõ ràng tất cả động thái của phái Thanh Dương ở Thiền Thành, bị ẻo hiện giá trị của Minh ở bên người Sở Trần. Trương Vận Quốc vững vàng nhớ kỹ lời La Vân Đạo Tôn nói, hắn tin tưởng, chỉ cần có thể vững vàng ôm lấy đùi Sở Trần này, tương lai nhất định còn có cơ hội tiến vào cửu huyền môn. Trương Vận Quốc vừa đi ra đại sảnh, đối diện, Tống Thu vội vàng trở về. Trương đạo trưởng chào, Tống Thu nhanh chóng chào hỏi Trương Vận Quốc một tiếng, liền vọt vào đại sảnh, anh rể, làm sao anh biết thân phận khách quý bên hoàng gia? Trương đạo trưởng tra được, Sở Trần thành thật trả lời. Tống Thu nhìn bóng lưng Trương Vận Quốc, không khỏi cảm thán, Trương đạo trưởng quả nhiên tính toán không bỏ sót, thật không hổ là kỳ môn đại sư. Bóng dáng Trương Vận Quốc lảo đảo, tôi không xứng đáng, bên trong đại sảnh, Tống Thu trông mong nhìn Sở Trần. Hắn không còn cảm thấy tham gia nữa. Những ngày này ở nhà, tốt nhất là không đi đâu cả. Sở Trần dặn dò, tận lực lắp đặt thêm một ít camera xung quanh biệt thự, chú ý nhân vật khả nghi, La Vân Đạo Tôn, Tiểu Mặc, thậm chí Trương đạo trưởng còn có bản thân tôi mấy ngày nay phỏng chừng đều thường xuyên ở bên ngoài, trong nhà phải dựa vào cậu bảo vệ. Em hòa ỉ nghi anh ở đây gạt em. Tống Thu nhìn Sở Trần, chỉ có thể hậm hực gật đầu. Hắn cũng muốn đi ra ngoài hoành đao lập tức. Đại chiến một hồi a. Tô Nguyệt Nhàn đã đóng canh xong, cười tủm tỉm đưa cho Sở Trần. Mẹ, canh của con đâu? Tống Thu chỉ có thể tìm chút an ủi tâm linh. Trong nhà bếp, tự mình đi lấy đi. Tô Nguyệt Điêu liếc mắt nhìn Tống Thu một cái, vừa rồi không phải cũng không quay đầu lại rất tự nhiên nói không uống sao. Tống Thu yên lặng đi vào phòng bếp. Sở Trần xách hộp đựng canh, đi tới cao ốc kim bãi. Thật không hổ là tòa nhà vản phòng số 1 số 2 của Thiền Thành. Sở Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cửa số mỗi một tầng của tòa nhà kim bãi đều còn sáng đèn, có một số tầng lầu còn mơ hồ thấy có người đang bận rộn. Sở Trần liếc mắt nhìn một cái thời gian đã là 10 giờ rưỡi buổi tối. Tầng 21 của tòa nhà kim bãi. Sở Trần xách canh đi vào, trước tiên nghe thấy phòng họp có thanh âm truyền đến.
Bắc Trần đang họp, Sở Trần đi tới, người đang nói chuyện chính là Tống Nhan, vậy cứ như vậy quyết định, việc ra mắt sản phẩm đã được đưa vào lịch trình, ngày định ban đầu là thứ 6 tuần sau. Trận chiến của Bắc Trần, vào thứ 6 tuần sau. Hạ Ngôn Hoan nói, thời gian có chút cấp bách, mấy ngày nay mọi người liền vất vả một chút. Cửu Thành Dược ở bên kia kênh Thiền Thành, tôi sẽ theo dõi. Thái độ nói chuyện của Hạ Bắc giờ phút này hoàn toàn bất đồng với Hạ Tam Thiếu Gia mà Sở Trần quen biết ngay từ đầu, vẻ mặt chuyên chú, nghiêm túc, hắn đúng là quyết tâm tạo ra một bước đột phá. Sở Tổng tới rồi, lúc này, một người chủ chốt Bắc Trần gần cửa nhìn thấy Sở Trần, thốt ra, thần sắc mơ hồ có kinh hỉ. Sở Trần ở Thiền Thành danh cực kỳ hưng thịnh, văn võ song tuyệt. Mặc dù Sở Trần rất ít khi xuất hiện ở Bắc Trần, nhưng Bắc Trần đều lưu truyền truyền thuyết của Sở Tổng. Bắt đầu từ cuộc so tài thải thanh ở Kim Bãi, một đường vượt qua chông gai, dám kéo hoàng gia xuống ngựa. Đêm nay khi Bắc Trần đối mặt với khó khăn, Sở Tổng xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là rót một liều thuốc trợ tim vào nhân viên Bắc Trần. Sở Tổng, dưới từng tiếng thanh âm nóng bỏng, Sở Trần xách hộp đựng canh đi vào. Sở Trần có chút xấu hổ, mọi người tiếp tục, tôi liền tới đưa canh. Điều này rất phù hợp với mục tiêu mà Sở Trần đã từng đặt ra, Tống Nhan phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa. Mọi người, Trần ca, tôi còn tưởng rằng anh tới đây bày mưu hiến kế. Hạ Bắc sâu kín nhìn Sở Trần. Làm sao vậy? Sở Trần ngồi bên cạnh Tống Nhan, Bắc Trần vừa mới tiến vào quỹ đạo, đã gặp phải khó khăn sao? Bắc Trần ngay cả một sản phẩm cũng chưa có, nói quỹ đạo thế nào? Tống Nhan lườm Sở Trần một cái, chuẩn xác mà nói. Là trên đường đi vào quỹ đạo của chúng ta, gặp phải khó khăn. Tiền thị đột nhiên đưa sản phẩm của họ lèn trưng bày trước, thời gian là chủ nhật tới. Hạ Ngôn Hoan trầm giọng nói, sản phẩm mới của hai nhà chúng ta cơ hồ giống nhau về mặt hiệu quả, tiền thị là cửa hiệu lâu đời ở Thiền Thành, nếu như chờ sản phẩm của bọn họ trưng bày, không gian sinh tồn của chúng ta sẽ càng nhỏ hơn, cho nên, chúng ta chỉ có thể đưa sản phẩm mời ra mắt trước bọn họ. Ngày định ban đầu là thứ 6 tuần sau, thời gian tuy rằng cấp bách, nhưng chúng ta toàn lực vận hành, vẫn không có vấn đề gì. Vậy chúc mọi người mã đáo thành công. Sở Trần cười tùm tỉm mở miệng. Chúc mọi người, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn Sở Trần. Ông chủ Bắc Trần này phủi tay, hoàn toàn quên mất vai trò của mình. Tan họp, các nhân viên chủ chốt của Bắc Trần rời đi trước một bước, Hạ Bắc vốn định ở lại làm bóng đèn, cuối cùng vẫn bị Hạ Ngôn Hoan kéo đi. Bà xã. Uống canh đi, thanh âm Sở Trần ôn hòa, mỉm cười nhìn Tống Nhan, chuyện trong công việc dù bận rộn đến đâu, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, uống canh xong chúng ta về nhà ngủ. Động tác của Tống Nhan dừng lại, nhìn Sở Trần một chút. Chuyện của anh vẫn suôn sẻ chứ, cổ trên người người Lý Trấn đều thuận lợi phá bỏ rồi. Sở Trần cũng không có ý định nói với Tống Nhan chuyện về thi cổ, thế nào, thứ 6 tuần sau, có lòng tin không? Tống Nhan uống một ngụm canh, tư thái yêu nhớ. Giữa hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, Bắc Trần đánh chiêu bài dược phẩm Hạ Gia. Dược phẩm Hạ Gia ở Dương Thành rất có thanh danh, nhưng thị trường Thiền Thành chưa từng xuất hiện qua. Một sản phẩm mới như vậy trưng bày, em cũng không dám bảo đảm có thể thành công hay không. Sở Trần trầm tư, ánh mắt Tống Nhan cũng có chút chờ mong nhìn Sở Trần. Mấy ngày nay, cô đã chứng kiến thủ đoạn cùng năng lực của Sở Trần. Có lẽ cục diện Bắc Trần, Sở Trần còn có phương pháp đối phó khác. Chốc lát. Sở Trần mỉm cười, nếu đã như vậy, vậy trước tiên uống canh đi. Tống Nhan yên lặng uống canh xong, người khác có lẽ cảm thấy Sở Trần là một ông chủ phủi tay, nhưng trong lòng Tống Nhan rõ ràng, Sở Trần đối với tình hình chung của Bắc Trần vẫn hiểu rõ, dược phẩm Cửu Thành chính là một phần hậu lễ Sở Trần dâng lên cho Bắc Trần, cũng là đòn sát thủ để Bắc Trần xâm nhập vào thị trường Thiền Thành. Sở Trần không có ý kiến gì nữa, điều này đại diện cho, Sở Trần chấp nhận hoạt động của Bắc Trần hiện giờ. Được rồi, về nhà thôi. Tống Nhan thu dọn cái hộp lại, anh bắt taxi tới đây, nhờ anh có thời gian đi thi bằng lái xe đi. Không sao, anh thích lên xe của em. Sở Trần nhận lấy cái hộp, chiếc xe một đường chạy về nhà. Đúng rồi, Tiêu Lãng gọi điện thoại cho em, cô ấy đã trở lại Dương Thành, ngày mai sẽ tới thăm Tiểu Cần. Tống Nhan nói, em có thể không ở nhà, anh chiêu đãi cô ấy một chút. Được, giao thần tượng của em cho anh, tôi nhất định phục vụ tốt. Sở Trần trả lời, Tống Nhan liếc Sở Trần một cái, đây nói là lời người nói sao. Tâm tình Tiểu Cần sa sút, trên cơ bản đều là nhốt minh trong phòng, hy vọng Tiêu Lãng có thể khuyên bảo cô ấy. Tống Nhan thở dài một hơi, Sở Trần, sư phụ của anh,
thật sự có thể chữa khỏi cổ thương trên mặt Tiểu Cẩn sao? Anh nghĩ rằng không thành vấn đề. Sở Trần nói, yên tâm đi, anh sẽ để cho La Vân Đạo Tôn trở về chuyển lời hỏi một tiếng. Tống Nhan gật gật đầu. Đêm khuya vắng lặng, khách sạn Hoàng Đình Diệp gia, phòng làm việc chuyên dụng của Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu, hơn nửa đêm, anh gọi chúng tỏi tới đây có chuyện gì? Vinh Đông một thân mùi rượu, vừa từ quán bar đi ra. Thần sắc Tiền Bộ Thiệu cũng mang theo nghi hoặc NSLN Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng thần sắc chuyên chú, thắt lưng thẳng tắp, có một lựa chọn, bày ra trước mặt chúng ta, tôi muốn nghe ý kiến của các người. Diệp Thiếu Hoàng chỉ vào một phong BL trên mặt bàn, các người xem những bức ảnh này trước. Tiền Bộ Thiệu và Vinh Đông vẻ mặt nghi hoặc đi lên. Vinh Đông lấy ra một tấm ảnh nhìn thoáng qua, mặt đều tái, người phụ nữ xấu xí quá. Tôi đều nổi da gà rồi, Diệp Thiếu, anh lấy đâu ra ảnh của một người phụ nữ xấu xí như vậy? Hơn nửa đêm Diệp Thiếu muốn dọa chết tôi. Người phụ nữ trong ảnh, khuôn mặt dữ tợn, chi chít những vết sẹo màu máu. Ngày Bắc Trần treo biển, người phụ nữ bên cạnh Ninh Đại Thiếu gia, các người đều thấy chứ? Diệp Thiếu Hoàng thản nhiên nói, chính là cô ta. Cái gì? Tiền Bộ Thiệu và Vinh Đông đồng thời kinh hãi, trong mắt trợn tròn, khó có thể tin. Không thể nào, Vinh Đông thốt ra, đường đường là Ninh Đại Thiếu gia, vậy mà cơ nồ trọng loại nữ nhân này. Diệp Thiếu, những bức ảnh này làm sao có được? Tiền Bộ Thiệu thật cẩn thận hỏi, người Ninh gia đưa cho. Diệp Thiếu Hoàng gần từng chữ, nhìn hai người, ý tứ của đối phương, muốn dùng những bức ảnh này hoàn toàn bôi xấu thanh danh của Ninh Đại Thiếu gia, làm cho người phụ nữ này trong ảnh không dám ra ngoài nửa bước, dù sao, chính là mặc cho chúng ta phát huy tối đa ảnh chụp là được. Sắc mặt Tiền Bộ Thiệu biến đổi, đây chẳng phải là đắc tội chết với Ninh Đại Thiếu gia sao? Tiền Bộ Thiệu có loại cảm giác da đầu tê dại trong nháy mắt. Đây chính là Đại Thiếu gia của đệ nhất gia tộc Thiên Nam. Chuyện này liên quan đến chuyện cạnh tranh nội bộ của Ninh gia. Diệp Thiếu Hoàng chỉ vào tấm ảnh, cơ hội đặt ở trước mặt chúng ta, Ninh gia cho chúng ta cơ hội lên thuyền. Nếu chúng ta làm thỏa đáng chuyện này, chẳng khác nào ôm lấy đùi Ninh gia. Đến lúc đó, chỉ là một Sở Trần, chúng ta căn bản không cần để vào mắt. Sở Trần bây giờ kiêu ngạo như vậy, không phải là thiếu gia Ninh gia làm chỗ dựa cho hắn sao? Hai con hổ tranh giành, tất có một con chết. Tiền Bộ Thiệu nhìn chằm chằm những bức ảnh này đủ để Ninh đại thiếu gia đứng ở giữa cơn bão dư luận. Diệp Thiếu, trong lòng anh có lựa chọn chưa? Đôi mắt Diệp Thiếu Hoàng xóa đi một đạo điên cuồng, nếu thắng, chúng ta có thể nhận được vô số lợi ích, tôi quyết định đặt cược. Hai ngòi, cũng tự mình đưa ra quyết định. Diệp đại ca, có sợi dây này, chúng ta muốn đối phó Sở Trần càng thêm dễ dàng, thậm chí, tôi cũng không để Sở Trần ở trong mắt. Tiền Bộ Thiệu cười ha ha, ý tứ của hắn đã rõ ràng. Diệp đại ca, chúng ta phải làm sao truyền những bức ảnh này ra ngoài? Vinh Đông khẩn cấp hỏi. Việc chuyên nghiệp. Đương nhiên phải có người chuyên nghiệp làm. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng nhìn về phía Tiền Bộ Thiệu, ngươi liên lạc với Điệp Ảnh một chút, bảo anh ta báo giá. Ảnh chụp do Điệp Ảnh tản ra ngoài, đối với chúng ta mà nói cũng có thêm một lớp bảo đảm, Ninh Tử Mặc muốn điều tra, cũng không tra được trên người chúng ta. Diệp đại ca làm việc quả nhiên cẩn thận, Vinh Đông khen ngợi, Tiền Bộ Thiệu gật đầu, tôi hiện tại hỏi một chút. Tiền Bộ Thiệu rất nhanh liền gọi điện thoại cho Điệp Ảnh. 5 phút sau. Tiền Bộ Thiệu trầm mặt, ra giá 100 vạn, Điệp Ảnh cũng không chịu nhận đơn này. Điệp Ảnh này cũng quá hèn nhát đi. Vinh Đông nói, không phải là bị Sở Trần phát hiện một lần, thế nhưng bị dọa thành như vậy. Hơn nữa lần này chỉ là ở trã tối phát tán tin tức, Sở Trần làm sao tra được trên người hắn. Điệp Ảnh không nhận, hẳn là không phải bởi vì Sở Trần, mà là bởi vì, chuyện liên quan đến Ninh gia. Diệp Thiếu Hoàng cau mày, tôi nghe nói có một công ty thám tử. Là đối thủ không đội trời chung của Điệp Ảnh không dám nhận đơn, có lẽ bọn họ sẽ nhận. Tiền Bộ Thiệu đột nhiên mở miệng, hơn nửa nhanh chóng đi tới bên cạnh máy tính, tôi biết một cái mạng lưới ngầm, có thể tra ọp một ít tin tức. Rất nhanh, Tiền Bộ Thiệu vỗ máy tính một cái, chính là mỹ ảnh này, tôi thử liên lạc với bọn họ. Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông ở một bên nhìn Tiền Bộ Thiệu. Phương diện này, Tiền Bộ Thiệu am hiểu nhiều hơn bọn họ. Một người Điệp Ảnh. Một người mỹ ảnh, thật đúng là thú vị. Vinh Đông không khỏi lẩm bẩm một chút, mỹ ảnh nhận đơn rồi. Tiền Bộ Thiệu thần sắc vui vẻ, phấn chấn nói, 100 vạn, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của Ninh gia đồng thời, lại có thể đứng ngoài cuộc xem vở kịch hay nấy, 100 vạn này, đáng giá. Được rồi,
Chúng ta hay lên kế hoạch một chút, sau đó chuyển hình ảnh và văn bản cho Mị Ảnh. Diệp Thiếu Hoàng khét lên. Ba người liếc nhau một cái, ánh mắt đều tràn ngập tự tin. Từ gì ơ trỏ, đi, chúng ta cũng có Ninh gia ủng hộ, ưu thế sở duy nhất của Trần, đã không còn sót lại chút gì. Chờ một cơ hội, liền để cho sở Trần muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mặt trời mọc tờ mở sáng, báo hiệu một ngày nắng. Ninh Tử Mặc sớm rời khỏi Tống gia, trực tiếp lái xe đến Bằng Thành, âm thầm điều tra đầu mối của tập đoàn Thiên Nghiệp. Lúc sở Trần rời giường, Tống Nhan đã đi làm, sở Trần nhìn thoáng qua điện thoại di động, Ninh Tử Mặc, La Vân Đạo Tôn cùng Trương Vận Quốc ba người đều tạm thời không có tin tức truyền về, ngược lại Tong Thu gửi cho anh một tin chúc Tết sớm. Sở Trần suy nghĩ một chút, nẻ mặt em vợ không có chặn anh. Sau khi rửa mặt xuống lầu, sở Trần nhận điện thoại của Tống Nhan. Tiêu Lãng đã đến rồi. Nhiệm vụ hôm nay của sở Trần chính là tiếp đãi Tiêu Lãng. Lúc sở Trần đi tới phòng khách biệt thự Tống gia chủ, Tô Nguyệt Nhàn vừa lúc cắt một đĩa trái cây, Dương Tiểu Cẩn cùng Tiêu Lãng ngồi ở một bên sofa. Ấp Tiêu Lãng nhiệt tình nắm tay Dương Tiểu Cẩn, ngay từ đầu Dương Tiểu Cẩn còn có một chút câu nệ, dù sao trong trí nhớ của cô đã sớm không còn người tên Tiêu Lãng này. Nhưng mà, Dương Tiểu Cẩn nghĩ đến hồi ức mình tự tay viết ra về, nghĩ đến một chùm ánh sáng kia. Ánh mắt nhìn Tiêu Lãng có thêm vài phần nhu hòa, sau khi hô lên một tiếng chị Tiêu Lãng quan hệ của hai cô kịch liệt ấm lên, dù sao vốn cũng chính là bạn tốt. Sở Trần ngồi đối diện pha trà, trên cơ bản không xen vào. La Vân Đạo Tôn có tin tức truyền trở về, sau khi Ninh Quân Hà trở lại Ninh gia, lại không có đi ra ngoài nửa bước. Sở Trần nhẹ nhàng nhíu mày một chút, Tử Huyễn Thần Cổ bị phá, Vu Thần Môn bị diệt, lại đến Tử Mầu Dung Huyết Cổ bị giải. Một loạt chuyện này hẳn là toàn bộ làm rối loạn kế hoạch của Vu Thánh môn chủ Ninh Quân Hà, hắn làm sao còn có thể ngồi yên ổn như vậy? Sở Trần hỏi La Vân Đạo Tôn, có thấy rõ bản thân Ninh Quân Hà hay không? Sở Trần lo lắng Ninh Quân Hà sẽ chơi một trò lặng lẽ chuồn mất. La Vân Đạo Tôn tạm thời không có đáp lại. Tiểu Cẩn, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Lúc này, Tiêu Lãng đưa ra đề nghị. Trước khi tới đây, Tiêu Lãng cũng biết tình hình đại khái của Dương Tiểu Cẩn. Mục đích của cô cũng là khuyên bảo Dương Tiểu Y Cần. Thần sắc Dương Tiểu Cẩn biến ảo một chút, con người lóe lên theo bản năng lắc đầu, không đi đâu. Sở Trần nhìn Tiêu Lãng một cái, vừa lúc chuông điện thoại di động vang lên, tôi nhận điện thoại. Đồng thời nghe điện thoại, cho Tiêu Lãng thời gian thuyết phục Dương Tiểu Cẩn. Người gọi điện thoại là Ninh Tử Mặc, Ninh Tử Mặc đã đến Bảng Thành, hơn nữa còn chuẩn bị lấy thân phận công nhân khuân vác lén vào bến tàu. Chú ý an toàn. Sở Trần dặn dò một tiếng, sau khi cúp điện thoại, vừa định đi vào, điện thoại di động đột nhiên lại vang lên. Mũ cô Giang, Sở Trần và Giang Ánh Đào trao đổi số điện thoại. Sở Trần, mời tôi uống trà sáng chứ. Thanh âm của Giang Ánh Đào mềm mại, có một cô mị lực trời sinh. Sở Trần sửng sốt một chút, tôi đỡ ản rồi. Giang Ánh Đào tựa hồ bị Sở Trần thành thật đánh bất ngờ không kịp đề phòng, cứng rắn trầm mặc một phút sau. Mới tiếp tục mở miệng nói, tôi có việc muốn cùng một Minh Anh nói chuyện. Sở Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiêu Lãng và Dương Tiểu Cẩn trong đại sảnh, cô Đào, thật ngại quá, hôm nay tôi y có việc. Đầu dãy bên kia, Giang Ánh Đào lập tức đứng lên, trước người, có hai thanh niên một nam một nữ đứng trước mặt cô, giờ phút này nhìn không được cười, bởi vì điện thoại di động của Giang Ánh Đào là rảnh tay, vốn tưởng rằng hẹn sò, Trần đi ra chỉ là một câu nói thôi, ai biết tên này thế nhưng tìm mọi cách từ chối. Lần đầu tiên trong đời Giang Ánh Đào hoài nghi sức quyến rũ của mình. Nửa hồi, Giang Ánh Đào nhìn xuống khó chịu trong lòng, tôi tra được một ít tư liệu trước khi Dương Tiểu Cẩn tiến vào VTNS giả. Cô nói địa chỉ, tôi sổ đến ngay. Sở Trần không chút do dự đáp like. Ấp Sở Trần vẫn tò mò thân phận của Dương Tiểu Cẩn. Anh bóng gió hỏi qua Ninh Tử Mặc, Ninh Tử Mặc cũng không biết thân phận của Dương Tiểu Cẩn trước khi tiến vào quyền quản ngầm vĩnh giả. Giang Ánh Đào nói một địa chỉ. Cúp đĩa điện thoại, cười khúc khích, cô gái trẻ tuổi rốt cục nhìn không được cười ra tiếng, Tô Trường, Sở Trần này cũng rất thú vị đi. Tôi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ngàn cán được mị lực của cô. Giang Ánh Đào tức giận liếc cỏ một cái, nâng cầm cô lên, cô không phải là người sao. Tôi là phụ nữ, cô gái nghiêm túc nhìn Giang Ánh Đào, nếu như tôi là đàn ông, tôi đều muốn ngủ với cô. Giang Ánh Đào, nhà đầu này càng ngày càng không có quy củ a. Theo tôi thấy, là mánh khóe lạt mềm buộc chặt mà thôi, cố ý biểu hiện ra không thèm để ý đối với tổ trường, thủ đoạn rất cũ kỹ. Thanh niên trẻ tuổi khinh thường cười nhạo một tiếng, không bao lâu nữa sẽ lộ ra nguyên hình.
Lý Niệm Phàm, anh đối với Sở Trần rất khó chịu a. Cô gái trẻ cười hì hì nói, nếu không đợi gặp Sở Trần, anh khiêu khích hển một chút, hắn xưng là Nam Quyền Tông Sư, còn đánh bại Ninh Tử Mặc trước khi bước vào tiên thiên, hẳn là có tư cách làm đối thủ của anh. Thanh niên trẻ tuổi Lý Niệm Phàm mặt tối sầm lại, hắn đương nhiên nghe ra ý tử cười nhạo của cô gái trẻ, nửa hồi, Lý Niệm Phàm hừ lạnh một tiếng, chiến đấu một mình mà nói, tôi thừa nhận không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là ở trên chiến trường, tỏi có một trảm loại biện pháp giết chết hắn. Anh không nói khoác sẽ chết sao? Cô gái trẻ không để ý tới Lý Niệm Phàm nữa, tổ trưởng, cô muốn ngả bài với Sở Trần sao? Giang Ánh Đào trầm ngâm một hồi, Sở Trần đã trở thành nhân vật mấu chốt trong vụ án, hắn đánh bậy đánh bạ cứu Dương Thiếu Cấn, đưa Ninh Tử Mặc rời khỏi Vĩnh Dạ, liên lụy đến tập đoàn Thiên Nghiệp, điều này đối với chúng ta điều tra vụ án buôn lậu buôn người tập đoàn Thiên Nghiệp có ảnh hưởng quan trọng, tôi chuẩn bị hợp tác với Sở Trần. Hợp tác, thanh niên Lý Niệm Phàm đột nhiên kinh hô. Nghi hoặc nhìn Giang Ánh Đào, chúng ta trực tiếp để hắn hỗ trợ điều tra không phải là được sao? Sở Trần ngồi này, Giang Ánh Đào lắc đầu, cậu cảm thấy cậu có thể để cho hắn ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta hỗ trợ điều tra. Trừ phi tả hợp tác tích cực, nếu không, tôi còn lo lắng sẽ có kết quả phản tác dụng. Chẳng qua chỉ là con rể ở rể mà thôi. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm một tiếng. Tĩnh Nhi, cô sửa lại tư liệu một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Giang Ánh Đào đứng lên. Đôi mả hoa đào lộ ra ánh sáng. Sở Trần trở về đại sảnh. Sở Trần, tôi cùng Tiểu Cẩn sẽ chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố. Tiêu Lãng đã thuyết phục Dương Tiểu Cẩn đi ra ngoài một chút cũng tốt. Sở Trần suy nghĩ một chút, tôi bảo Tiểu Thu lái xe đưa các cô đi, thuận tiện còn có thể làm khuân vác miễn phí của các cô. Sau khi ba người ý Tống Thu ra cửa, Sở Trần cũng ra khỏi tong ra, chặn một chiếc xe, đi thẳng đến Dương Thành. Một giờ sau đến quán trà đã hẹn với Giang Ánh Đào. Sở Trần vừa định gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào, liền nhận được tin tức của Giang Ánh Đào, cô đỡ đến, ở trong phòng trà. Sở Trần mỉm cười thu hồi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi vào. Anh rất tò mò, Giang thân rõ ràng đã cấm Giang Ánh Đào tiếp xúc với chuyên Vĩnh Dạ, Giang Ánh Đào làm sao đột nhiên lay được tư liệu của Dương Tiểu Cần. Còn có một loại khả năng, cô ham sắc đẹp của ta, muốn lấy cái này làm cái cớ. Dẫn ta ra ngoài, suy đoán của Sở Trần đã bị lật ngược ngay khi mở cửa. Bên trong phòng ngoại trừ Giang Ánh Đào còn có hai thanh niên nam nữ xa lạ, Sở Trần xưa nay chưa từng gặp mặt. Ánh mắt cô gái trẻ không lớn, giờ phút này dùng sức mở mắt đánh giá Sở Trần. Trong mắt nam thanh niên rõ ràng mang theo không tốt, tôi không phải là tình địch giả định của cậu. Sở Trần ảm thầm suy nghĩ một tiếng, chợt khuôn mặt mỉm cười, cô Đào, thật ngại quá, để cô chờ lâu rồi. Giang Ánh Đào đứng lên, giới thiệu một chút, vị này ỷ à Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh đứng lén, cười chủ động đưa tay, xin chào Sở Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sở Trần đưa tay nắm chặt, Tư Đồ Tiêu thư chào. Lý Niệm Phàm, Giang Ánh Đào tiếp tục giới thiệu, Lý Niệm Phàm đứng lên, khuôn mặt cũng toát ra ỷ cười, Sở Trần tống ra, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Giang Ánh Đào khê nhíu mày. Lý Niệm Phàm trong lời nói có ý, không gì khác hơn là nói. Hắn ngưỡng mộ Sở Trần từ lâu, là đại danh con rể ở rể. Sở Trần tống ra, câu đầu tiên mang theo ý tứ khiêu khích, y Tư Đồ Tĩnh cũng theo bản năng nhìn Sở Trần. Cảm ơn, Sở Trần mỉm cười, lễ phép đáp ỉ ại. Lý Niệm Phàm ngồi xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Sở Trần phản ứng như vậy, ngược lại làm cho Lý Niệm Phàm cảm thấy càng thêm khinh thường anh. Xem ra hẳn đối với thân phận con rể ở rể này, vô cùng hài lòng a. Sở Trần nếu biết Lý Niệm Phàm giờ phút này còn đang một mình tiến công chiếm đóng, nhất định sẽ nghiêm túc trả lời một câu, không sai. Sở Trần, anh uống trà gì? Sở Trần vừa ngồi xuống, Giang Ánh Đào liền hỏi. Tùy ý, trà cùng điểm tâm đều đồng loạt được mang lên, Sở Trần vừa uống trà vừa án điểm tâm, anh không vội hỏi Giang Ánh Đào, Giang Ánh Đào cũng bình tĩnh lại, chỉ là cùng Sở Trần đàm luận võ công trà đạo, tựa hồ hôm nay hẹn chỉ lá thuần túy uống chén trà nói chuyện phiếm mà thôi. Tư Đồ Tĩnh một mực tò mò đánh giá Sở Trần, cô tra cứu không ít tư liệu về Sở Trần, nhưng càng xem nhiều, càng xem không hiểu Sở Trần là loại người gì. Về phần hiện tại, ấn tượng đầu tiên của cô chính là, Sở Trần là một người bình thường không có gì lạ. Anh ngay cả khiêu khích rõ ràng như Lý Niệm Phàm cũng làm như không thấy. Tổ trưởng, không còn sớm nữa. Lý Niệm Phàm thấy Sở Trần cùng Giang Ánh Đào nói chuyện vui vẻ, càng nhìn càng không vừa mắt, nhìn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại. Tổ trường,
Cách xưng hô này có chút ý nghĩa sâu xa. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần, cầm lấy một phần tư liệu đặt trên mặt bàn, đưa tới trước mặt Sở Trần, phần tư liệu này là của Dương Tiểu Cẩn, anh có thể sẽ có chút bất ngờ. Sở Trần mở tư liệu ra nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Dương Tiểu Cẩn, người Bằng Thành. Đây đã là nơi bất ngờ đầu tiên của Sở Trần. Dương Tiểu Cẩn xuất hiện ở quyền quán ngầm Dương Thành, nhưng cô lại là người Bằng Thành. Cha Dương Khiêm, Tổng Giám Đốc Công ty Thủy sản Dương Thị Bằng Thành. Nhìn đến đây, Sở Trần trong lòng trực tiếp nghi hoặc. Từ tư liệu cho thấy, điều kiện gia đình Dương Tiểu Cẩn vô cùng hiển hách, lúc trước là như thế nào đến Dương Thành, còn tiến vào quyền quán ngầm đánh quyền. Đúng rồi, có một thông tin quan trọng trên đó tôi đã không in ra, bởi vì nó cũng là những gì chúng tôi vừa tìm thấy. Giang Ánh Đào nói, Dương Tiểu Cẩn chỉ là con gái nuôi của Dương Khiêm. Sở Trần kìm chế nghi vấn trong lòng, tiếp tục xem nội dung tư liệu. Tư liệu giới thiệu thủy sản Dương Thị vô cùng chi tiết, tình hình một nhà Dương Khiêm đều ghi chép, trong đó vạch ra một hạng mục trọng điểm, thủy sản Dương Thị, dĩ nhiên cũng là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ quyền quán. Bằng Thành cũng có quyền quán Vĩnh Dạ. Sở Trần thốt lên, Vĩnh Dạ là quyền quán ngầm lớn nhất Dương Thành, ở các thành thị thành phố khác cũng có chi nhánh của Vĩnh Dạ, có cái gì kỳ quái? Giang Ánh Đào trả lời. Kỳ quái chính là, cha của Dương Tiểu Cẩn là cổ đông Vĩnh Dạ. Mặc dù chỉ là cha nuôi, thế nhưng, Dương Tiểu Cẩn gặp phải vân khiến Sở Trần nghĩ không ra Dương Khiêm sẽ không biết tình hình của Dương Thiếu Cẩn sao. Sở Trần tiếp tục xem tư liệu. Một ngày 6 năm trước, Dương Tiểu Cẩn ra khơi bằng thuyền, biến mất một thời gian. Thời điểm cô lại xuất hiện, ở quyền quán ngầm Vĩnh Dạ ở Dương Thành, hơn nữa, còn trở thành một vị quyền thù trong đỏ. Sau đó, gặp Ninh Tử Mặc. Sở Trần trong lòng nhìn không được thán phục, ngẩng đầu nhìn Giang Ánh Đào, trình độ chi tiết của phần tư liệu này vượt xa tưởng tượng của Sở Trần. Không chỉ ghi chép chuyện cũ mũ của Dương Tiểu Cẩn, còn tiết lộ ngọn ngành của Dương Thị. Cô Đào, cô thật sự làm tôi bất ngờ, sao Sở Trần nói, những tư liệu này, hẳn là không phải là có thể lấy từ trong tập đoàn Quang Minh chứ. Tư Đồ Tĩnh cùng Lý Niệm Phàm đều nhìn về phía Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào trầm ngâm trong chốc lát, đứng lên. Vươn bàn tay ngọc mảnh khánh, một đôi mắt cẩu hồn nhiếp phách nhìn Sở Trần, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Giang Ánh Đào, bộ phận điều tra khu vực phía Nam Cục Đặc chiến Trung Quốc, tổ trường tổ 9. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, ánh mắt nhìn Giang Ánh Đào. Cục Đặc chiến Trung Quốc, chưa từng nghe qua Cục Đặc chiến. Lý Niệm Phàm thản nhiên nội, chúng tôi là bộ phận hành động đặc biệt chính phủ thành lập, anh nhớ kỹ điểm này là được. Sở Trần phục hồi tinh thần, khẽ cười. Cầm tay Giang Ánh Đào, Giang Tổ Trường, xin chào. Con người Giang Ánh Đào một mực nhìn chãm chú Sở Trần, muốn từ khuôn mặt biến hóa của anh nhìn ra một chút gì đó. Giang Ánh Đào từ trước đến nay đối với nàng lực duyệt người của Minh Võ cùng tự tin, cô có điều kiện độc đáo của bản thân làm che giấu, nhìn người và vật, năng lực điều tra cực kỳ xuất sắc, mới tuổi còn trẻ làm Tổ Trường, nhưng một khắc vừa rồi, cô từ trong thần thải Sở Trần không nằm đọc bất kỳ tin tức gì. Giang Tổ Trưởng cái gì, anh vẫn nên gọi tôi là cô Đào là được rồi. Giang Ánh Đào thần nhiên cười, thành viên bộ phận điều tra cục đặc chiến chúng tôi ngày thường đều lấy các loại thân phận ẩn núp. Tôi mạo muội hỏi một câu, Giang Tổng có biết thân phận của cô không? Sở Trần hỏi, thân phận thành viên cục đặc chiến, không được sự phê chuẩn, tuyệt đối không thể tiết lộ, bao gồm cả người nhà của mình. Giang Ánh Đào nói, từng làm lính, ngay lúc đó thông qua tuyển chọn trở thành ứng cử viên thành viên cục đặc chiến. Sau đó trở thành thành viên đặc chiến chính thức, người nhà tôi cũng không biết. Sở Trần khẽ cười, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, vậy cô Đào sao lại bại lộ thân phận trước mặt tôi? Cấp trên phê chuẩn, tôi đã nộp đơn và được phê chuẩn. Giang Ánh Đào nghiêm nghị nói, cục đặc chiến chúng tôi mời anh hợp tác, cùng nhau điều tra vụ án buôn lậu buôn người trên biển Cù ở tập đoàn Thiên Nghiệp. Ánh mắt Sở Trần đối diện với Giang Ánh Đào, trong lòng anh đích xác vô cùng bất ngờ, nhưng, cẩn thận một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nếu tập đoàn Thiên Nghiệp thật sự có hành động, quan chức làm sao có thể không nắm được một chút tin đồn. Cục đặc chiến xuất hiện rất bình thường, điều Sở Trần kinh ngạc nhất chính là thân phận của Giang Ánh Đào lại là đội trưởng trong cục đặc chiến. Tập đoàn Thiên Nghiệp là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ, giống như tập đoàn Quang Minh. Sở Trần đột nhiên mở miệng, Giang Ánh Đào mỉm cười, tôi hiểu ý của anh, nếu chúng tôi tra được toàn bộ Vĩnh Dạ tham gia vào chuyện này, cho dù là tập đoàn Quang Minh. Cũng không có khả năng chỉ ý ô thân mình. Thiếu chút nữa nói thẳng, tôi có thể đại nghĩa diệt thân. Trên thực tế, người của chúng tôi ngoại trừ theo dõi tập đoàn Thiên Nghiệp ra,
cũng 24/24 theo dõi Vĩnh Dạ, cho nên, chuyện của anh tôi mới có thể biết trước. Giang Ánh Đào tiếp tục nói, tôi vốn tưởng rằng anh thuần túy chí là vì giải cứu Ninh Tử Mặc, nhưng sau đó phát hiện, anh cũng đang ảm thầm điều tra một số chuyện, cho nên, tôi chính thức đề xuất hợp tác với anh. Nhưng tôi chưa chắc có thể giúp các người. Sở Trần buông tay, đối tượng hợp tác không phải là giúp đỡ lẫn nhau sao? Giang Ánh Đào chớp chớp mắt đào hoa với Sở Trần, trực giác của tôi nói cho tôi biết, anh có thể giúp chúng tôi mau chóng phá án. Hợp tác có thể phóng điện không? Sở Trần đột nhiên cảm giác Giang Ánh Đào đang dùng mỹ nhân kế. Anh không phải là người như vậy. Sở Trần đứng lên, cô Đào, hợp tác vui vẻ. Trong phòng riêng, hai người lại bắt tay nhau. Lý Niệm Phàm nhìn vẻ mặt tuấn tú của Sở Trần, tràn ngập chua xót. Con rể ở rể Tống gia Thiền Thành này, dựa vào cái gì hợp tác với cục đặc chiến, còn lần lượt bắt tay tổ trường. Hai người ngồi xuống một lần nữa. Sở Trần thần sắc còn có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Ánh Đào. Nếu như không phải vụ án của tập đoàn Thiên Nghiệp liên quan đến Dương Tiểu Cẩn, chỉ sợ cả đời này anh cũng sẽ không biết Giang Ánh Đào lại là người của bộ phận hành động đặc biệt phía chính chủ. Cô hy vọng tôi làm như thế nào? Sở Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, tôi biết Ninh Tử Mặc đến bằng thành. Giang Ánh Đào nói, bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp sớm đã có người của cục đặc chiến của chúng tôi trà trộn vào bên trong, anh có thể hỏi Ninh Tử Mặc, nhưng không thể tiết lộ sự tồn tại của cục đặc chiến. Anh liền nói là bạn của anh ở bên trong tiếp ứng hắn, Ninh Tử Mặc là tiên thiên võ giả, điều tra lại, so với người của cục đặc chiến chúng tôi ít trở ngại hơn một chút. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào một cái, điều này đại diện cho, cục đặc chiến phải người đến tập đoàn Thiên Nghiệp, ngay cả một tiên thiên cũng không có. Sở Trần suy nghĩ một chút, lập tức gọi điện thoại cho Ninh Tử Mặc ý đầu dây bên kia, Ninh Tử Mặc ngay từ đầu rất bất ngờ Sở Trần thế nhưng ở trong bến tàu dĩ nhiên có nội ứng, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, đối với hắn mà nói, là tin tức tốt. Người của chúng tôi sẽ cho Ninh Tử Mặc biết một số tài liệu cụ thể. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, tình huống nội bộ của tập đoàn Thiên Nghiệp chúng tôi giả khó thâm nhập vào, nhưng, trên thổi không lọt, sớm muộn gì tôi cũng có thể tìm được chứng cứ phạm tội của bọn họ. Vừa rồi anh xem tư liệu của Dương Tiếu Cẩn, có suy nghĩ gì? Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào, cô hoài nghi thủy sản Dương Thị Y cùng tập đoàn Thiên Nghiệp có quan hệ hợp tác. Dương Tiếu Cẩn đi thuyền ra y biển, biến mất một thời gian, ngắn, đột nhiên xuất hiện ở quyền quán ngầm ở Dương Thành Vĩnh Dạ, chuyện xảy ra trong lúc này chúng tôi hoàn toàn không biết. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, tôi hy vọng anh có thể hỏi, khoảng thời gian này, trên người Dương Tiểu Cẩn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Ninh Tử Mặc cũng không biết thân phận thật sự của Dương Tiểu Cẩn, điều này có nghĩa là Dương Tiếu Cẩn đang cố ý giấu điếm. Cô không muốn để cho Ninh Tử Mặc biết cô là con gái nuôi của Dương Khiêm. Càng không muốn để cho Ninh Tử Mặc biết quá khứ của cô. Mình tùy tiện hỏi như vậy, có thể hỏi ra kết quả không? Trầm ngâm một lát sau, Sở Trần gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức, tận dụng những gì chúng tôi muốn là đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lý Niệm Phàm rốt cục tìm được cơ hội mở miệng, phấn thanh nói, chuyện cũ của Dương Thiếu Cẩn rất có khả năng liên quan đến mấu chốt của vụ án này, nếu như anh không hỏi ra, cục đặc chiến của chúng tôi sẽ tự mình thẩm vấn Dương Thiếu Cẩn. Đôi mắt Sở Trần đột nhiên lướt qua một đạo lãnh quang, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm. Trong nháy mắt này, Lý Niệm Phàm phần phát có loại cảm giác trở thành con mồi bị nhìn chằm chằm, nội tâm theo bản năng run lên. Quốc có quốc pháp, mặc dù cô là tổ hành động đặc biệt, có quyền tùy ý thẩm vấn người khác. Sở Trần chậm rãi nói, các người tốt nhất không nên sử dụng thủ đoạn đặc thù với Dương Tiểu Cẩn. Sở Trần ngữ khí dừng một chút, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm, Sở Trần tôi không có bản lĩnh gì. Nhưng mũ mà, bảo vệ bạn của mình, tôi sẽ dùng hết toàn lực. Sở Trần đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng riêng, Giang Tổ Trường, có tiến triển lại liên lạc, lần sau tôi không muốn nhìn thấy thứ chướng mắt. Cửa phòng đóng lại, bang, Lý Niệm Phàm khuôn mặt âm trầm vỗ bàn đứng lên, vô cùng phẫn nộ, hắn nói ai là thứ chướng mắt. Tư Đồ Tĩnh nói thầm, anh a. Lý Niệm Phàm nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Giang Ánh Đáo, Tổ Trường, tên này quá mức kiêu ngạo. Ngay cả cục đặc chiến cũng không đẻ vào mắt, tỏ mũ không cho rằng hắn có thể đối với phá án có trợ giúp gì, hiện tại tôi ngược lại lo lắng hẳn sẽ rút dây động rừng, khiến cho tập đoàn Thiên Nghiệp cảnh giác, đến lúc đó điều tra vụ án cho chúng ta càng thêm khó khăn. Giang Ánh Đào còn chưa trả lời, điện thoại di động đặt trên mặt bàn đã rung lên. 5 phút sau, Giang Ánh Đào cúp điện thoại, nhìn Lý Niệm Phàm, nghiêm túc nói, Sở Trần cung cấp một tin tức.
hàng hóa mà tập đoàn Thiên Nghiệp vận chuyển từ nước ngoài đều cung cấp cho Vu Thần Môn, mục đích là Kiềm Nam. Vu Thần Môn đã bị diệt, mà một nơi cấm địa của Vu Thần Môn thì cốt chất đống như núi, cậu có muốn đi xem một chút hay không? Lý Niệm Phàm ngây người. Cái gì? Tư Đỏ Tĩnh đột nhiên kinh hô, khó có thể tin, chúng ta điều tra gần một tháng, cũng không biết hàng hóa của tập đoàn Thiên Nghiệp chảy tới đâu, Sở Trần làm sao biết được? Nếu Sở Trần nôi là thật, đây chính là một bước đột phá. Chúng ta có thể theo đường dây này, điều tra ngược lại, nhất định có thể tra ra số người buôn lậu của tập đoàn Thiên Nghiệp. Không thể nào ỉ à thật. Khuôn mặt Lý Niệm Phàm biến ảo, Phán Thanh mở miệng. Giang Ánh Đào lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết ra một địa chỉ, lập tức đứng lẽn, đây là địa chỉ Sở Trần cung cấp, nếu cậu có hoài nghi, như vậy, liền để cậu phụ trách đi tới hiện trường thảm dò đi. Lý Niệm Phàm cầm lấy tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, tôi sẽ dùng sự thật chứng minh, tên này chỉ là đang bịa đặt lung tung. Đừng quên, Sở Trần cùng Vu Thần Môn có thù oán, hắn có thể chỉ là muốn cố ý mượn tay chúng ta dối phó Vu Thần Môn. Lý Niệm Phàm rời khỏi phòng riêng, đọc thêm nhiều TG huyện ở Trùm Truy Ệt, Việt Nam tổ trường, cô cảm thấy lời nói của Sở Trần, có thể tin không? Tư Đồ Tĩnh hỏi, Giang Ánh Đào nhẹ nhàng cười, Sở Trần cung cấp tin tức này, vừa vặn loại trừ tất cả nghi vấn trong lòng ta. Sở Trần quả thật có thù oán với Vu Thần Môn, nhưng mà... nguyên nhân là bởi vì Vu Thần Môn lợi dụng cổ thuật khống chế Dương Tiểu Cấn. Tôi lúc trước vẫn nghi hoặc Vu Thần Môn đóng vai trò gì trong toàn bộ vụ án. Hiện tại xem ra, tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết, chúng ta thiếu, là chứng cớ. Tư Đồ Tĩnh giật mình, gật gật đầu, tự mình nói, tập đoàn Thiên Nghiệp là bên cung cấp. Vu Thần Môn là người mua, vậy, Vĩnh Dạ có vai trò gì trong đó? Nền tảng sao? Tư Đồ Tĩnh đột nhiên nói, tập đoàn Thiên Nghiệp cùng Dương Thị Thủy Sản đều là cổ đông của Vĩnh Dạ. Tổ trưởng, cô nói vụ án này, có thể hay không thật sự liên lụy đến toàn bộ Vĩnh Dạ? Giang Ánh Đào trầm mặc một hồi. Tôi tin tưởng ba tôi, sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý. Tôi nghe nói, phía trên đang lên kế hoạch, cử thêm một nhóm để hỗ trợ điều tra. Tư Đồ Tĩnh có chút tức giận, hừ một tiếng, không phải là bởi vì thân phận tổ trường, trên danh nghĩa hỗ trợ, trên thực tế là giám sát. Điều tra vụ án thật tốt, những thứ khác đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang Ánh Đào mỉm cười, thân phận của tôi quả thật mẫn cảm, có người giám sát cũng là chuyện nên làm. Đi thôi, có Sở Trần gia nhập. Tôi tin tưởng, vụ án tập đoàn Thiên Nghiệp này rất nhanh có thể phá được. Tôi luôn cảm thấy tổ trưởng lựa chọn hợp tác với Sở Trần, không chỉ muốn phá án. Tư Đồ Tĩnh liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào một cái, cô muốn thông qua vụ án này, chiêu mộ Sở Trần, để Sở Trần gia nhập cục đặc chiến. Nghe vậy, Giang Ánh Đào nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái, thứ nhất, tôi không có quyền chiêu mộ, thứ hai, tôi cảm giác Sở Trần đối với gia nhập cục đặc chiến hứng thú sẽ không lớn. Ngay cả Ninh Tử Mặc cũng không biết thân phận thật sự của Dương Tiểu Cần, điều này có nghĩa là Dương Tiểu Cần đang cố ý giấu giếm. Cô không muốn để cho Ninh Tử Mặc biết cô là con gái nuôi của Dương Khiêm, càng không muốn đé cho Ninh Tử Mặc biết quá khứ của cô. Mình tùy tiện hỏi như vậy, có thể hồi ra kết quả không? Trầm ngâm một lát sau, Sở Trần gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức, tận dụng những gì chúng tôi muốn là đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lý Niệm Phàm rốt cục tìm được cơ hội mở miệng, phấn thanh nói, chuyện cũ của Dương Tiểu Cẩn rất có khả năng liên quan đến mấu chốt của vụ án này, nếu như anh không hỏi ra, cục đặc chiến của chúng tôi sẽ tự mình thẩm vấn Dương Tiểu Cẩn. Đôi mắt Sở Trần đột nhiên lướt qua một đạo lãnh quang, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm. Trong nháy mắt này, Lý Niệm Phàm phảng phất có loại cảm giác trở thành con mồi bị nhìn chằm chằm, nội tâm theo bản năng run lên. Quốc có quốc pháp, mặc dù cô là tổ hành động đặc biệt, có quyền tùy ý thẩm vấn người khác. Sở Trần chậm rãi nói, các người tốt nhất không nên sử dụng thủ đoạn đặc thù với Dương Tiểu Cẩn. Sở Trần ngữ khí dừng một chút, nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm, Sở Trần tôi không có bản lĩnh gì, nhưng mà, bảo vệ bạn của mình, tôi sẽ dùng hết toàn lực. Sở Trần đứng lên, xoay người đi ra khôi phòng riêng, Giang tổ trường, có tiến triển lại liên lạc, lần sau tôi không muốn nhìn thấy thứ chướng mắt. Cửa phòng đóng lại, bang! Lý Niệm Phàm khuôn mặt âm trầm vỗ bàn đứng lên, vô cùng phẫn nộ, hắn nói ai là thứ chướng mắt. Tư Đồ Tĩnh nói thầm, anh a. Lý Niệm Phàm nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Giang Ánh Đào, tổ trường, tên này quá mức kiêu ngạo, ngay cả cục đặc chiến cũng không để vào mắt, tôi không cho rằng hắn có thể đối với phá án có trợ giúp gì, hiện tại tôi ngược lại lo lắng hắn sẽ rút dây động rừng, khiến cho tập đoàn Thiên Nghiệp cảnh giác, đến lúc đó điều tra vụ án cho chúng ta càng thêm khó khăn.
Giang Ánh Đào còn chưa trả lời, điện thoại di động đặt trên mặt bàn đã rung lên. 5 phút sau, Giang Ánh Đào cúp điện thoại, nhìn Lý Niệm Phàm, nghiêm túc nói, Sử Trần cung cấp một tin tức, hàng hóa mà tập đoàn Thiên Nghiệp vận chuyển từ nước ngoài đều cung cấp cho Vu Thần Môn, mục đích là Kiềm Nam, Vu Thần Môn đã bị diệt, mà một nơi cấm địa của Vu Thần Môn, thì cốt chất đống như núi, cậu có muốn đi xem một chút hay không? Lý Niệm Phàm ngây người, cái gì? Tư Đồ Tĩnh đột nhiên kinh hô, khó có thể tin, chúng ta điều tra gần một tháng, cũng không biết hàng hóa của tập đoàn Thiên Nghiệp chảy tới đâu. Sở Trần làm sao biết được, nếu Sở Trần nói pha thật, đây chính là một bước đột phá. Chúng ta có thể theo đường dây này, điều tra ngược lại, nhất định có thể tra ra số người buôn lậu của tập đoàn Thiên Nghiệp. Không thể nào là thật, khuôn mặt Lý Niệm Phàm biến ảo, phấn thanh mở miệng. Giang Ánh Đào lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết ra một địa chỉ. Lập tức đứng lẽn, đây là địa chỉ hoài nghi, như vậy, Y Hiền để cậu phụ trách đi tới hiện trường thăm dò đi. Lý Niệm Phàm cầm lấy tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, tôi sẽ dùng sự thật chứng minh, tên này chỉ là đang bịa đặt lung tung. Đừng quên, Sở Trần cùng Vu Thần Môn có thủ oán, hắn có thể chỉ là muốn cố ý mượn tay chúng ta đối phó Vu Thần Môn. Lý Niệm Phàm rời khỏi phòng riêng, tổ trưởng, cô cảm thấy lời nổi của Sở Trần, có thể tin không? Tư Đồ Tĩnh hỏi. Giang Ánh Đào nhẹ nhàng cười, Sở Trần cung cấp tin tức này, vừa vặn loại trừ tất cả nghi vấn trong lòng ta. Sở Trần quả thật có thủ oán với Vu Thần Môn, nhưng mà, nguyên nhân là bởi vờ lờ Vu Thần Môn lợi dụng cổ thuật khống chế Dương Tiểu Can. Tôi lúc trước vẫn nghi hoặc Vu Thần Môn đóng vai trò gì trong toàn bộ vụ án, hiện tại thì xem ra, tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết, chúng ta thiếu, là chứng cớ. Tư Đồ Tĩnh giật mình, gật gật đầu, tự mình nói, tập đoàn Thiên Nghiệp là bên cung cấp. Vu Thần Môn là người mua, vậy, Vĩnh Dạ có vai trò gì trong đó? Nền tảng sao? Tư Đồ Tĩnh đột nhiên nói, tập đoàn Thiên Nghiệp cùng Dương Thị Thủy Sản đều là cổ đông của Vĩnh Dạ. Tổ trưởng, cô nói vụ án này, có thể hay không thật sự liên lụy đến toàn bộ Vĩnh Dạ. Giang Ảnh Đảo trề mặc một hồi, tôi tin tưởng ba tôi, sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý. Tôi nghe nói, phía trên đang lên kế hoạch, cử thêm một nhóm để hỗ trợ điều tra. Tư Đồ Tĩnh có chút tức giận. Hừ một tiếng, không phải là bởi vì thân phận tổ trưởng, trên danh nghĩa hỗ trợ, trên thực tế là giám sát. Điều tra vụ án thật tốt, những thứ khác đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang Ánh Đào mỉm cười, thân phận của tôi quả thật mẫn cảm, có người giám sát cũng là chuyện nên làm. Đi thôi, có Sở Trần gia nhập, tôi tin tưởng, vụ án tập đoàn Thiên Nghiệp này rất nhanh có thể phá được. Tôi luôn cảm thấy tổ trưởng lựa chọn hợp tác với Sở Trần, không chỉ muốn phá án. Tư Đồ Tĩnh liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào một cái, cô muốn thông qua vụ án này, chiêu mộ Sở Trần, để Sở Trần gia nhập cục đặc chiến. Nghe vậy, Giang Ánh Đào nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái, thứ nhất, tôi không có quyền chiêu mộ, thứ hai, tôi cảm giác Sở Trần đối với gia nhập cục đặc chiến hứng thú sẽ không lớn. Hắn sẽ không có hứng thú với cục đặc chiến. Tư Đồ Tĩnh mở to đôi mắt, không thể tin, đó là hắn không biết tiến vào cục đặc chiến có ý nghĩa gì đi. Vậy cô cho rằng... Hắn biết trở thành con rể ở rể có ý nghĩa gì sao? Giang Ánh Đào nói, lấy tất cả những điều kiện Sở Trần hiện ra, cần gì phải làm con rể ở rể Tống gia, chỉ có thể nói tên này, căn bản không đi theo con đường bình thường. Vừa rồi khi chúng ta nhắc tới cục đặc chiến, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có toát ra hứng thú gì con người Giang Ánh Đào cũng toát ra một trận dị sắc, đây cũng là nơi cô nhìn không thấu Sở Trần. Người bình thường mà nói, nghe thấy bộ phận hành động đặc biệt phía chính phủ. Luôn có bản năng có vài phần kính sợ, nhưng từ thần thái Sở Trần, cản bản nhìn không ra anh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Sở Trần đã rời khỏi quán trà, vừa chặn một chiếc taxi chuẩn bị về nhà. Điện thoại reo, thanh âm Tống Thu dồn dập, anh rể, không hay rồi, xảy ra chuyện, anh mau tới đây. Sắc mặt Sở Trần biến đổi, nói cho ta biết vị trí hiện tại của cậu. Ngay tại quảng trường Vạn Đại cách nhà chúng ta không xa, em gửi vị trí cho anh. Thanh âm Tống Thu vô cùng lo lắng. Sở Trần nói cho tài xế biết vị trí cụ thể, điện thoại di động vẫn duy trì cuộc gọi với Tống Thu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi em lái xe ra, Tiêu Lãng và Dương Tiểu Cần một mực đi dạo phố mua sắm ở quảng trường Vạn Đại, vừa rồi, đột nhiên có không ít người chỉ trò chúng tôi, ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dần dần nghe thấy có người nói cái gì yêu nữ mê hoặc thiếu gia hào môn. Xấu xí không biết xấu hổ, thanh âm Tống Thu càng lúc càng trầm thấp, lúc em vừa muốn dẫn bọn họ rời đi, trong đám người có người xông ra, động thủ với Dương Tiểu Cần,
muốn cởi mạng che mặt cô ấy xuống. Tống Thu nghiến răng nghiến lợi, em liều mạng ngăn cản, nhưng đôi diện tựa hồ có võ giả, mặt nạ che mặt Dương Tiểu Cẩn vẫn bị gỡ xuống. Hiện tại chúng ta lui vào trong một cửa hàng, em phải khóa cửa quán lại, bên ngoài có rất nhiều người. Sắc mặt Sở Trần âm trầm đến cực điểm. Ninh Từ Mặc sáng nay vừa mới xuất phát đi bằng thành, Dương Tiểu Cẩn liền xảy ra chuyện như vậy. Anh nói với Ninh Tử Mặc như thế nào? U võ giả tập kích, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, ai biết chẽn mặt Dương Tiểu Cẩn bị thương. Trong đầu Sở Trần chỉ có một người chọn, anh rể, ảnh chụp của Dương Tiểu Cẩn đã lan truyền trên mạng, anh tùy tiện mở một diễn đàn trang web tương đối hot ở Thiền Thành, đều có thể nhìn thấy. Ngữ khí Tống Thu có chút hoảng hốt, trong điện thoại còn truyền đến tiếng kêu gào ồn ào bên ngoài, thậm chí còn có tiếng gõ cửa. Tiểu Thu, cậu bảo vệ cho tôi, nhất định không thể để cho cô gái bị thương. Sở Trần trầm giọng mở miệng, tôi đang chạy tới, cậu nhất định phải chống đỡ. Tống Thu quan trọng, ánh mắt kiên nghị, em sẽ không lui về phía sau nửa bước. Sở Trần cúp điện thoại, anh từ Dương Thành chạy về, ít nhất phải mất một giờ. Chỉ dựa vào sức lực của Tống Thu, khẳng định không ngăn cản được công kích của người có tâm. Sở Trần gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Hòa Ngọc, Hoàng Phủ Minh Chủ, ta làm phiền ngươi một chuyện. Hoàng Phủ Hòa Ngọc mấy ngày nay đều ở Tống gia luyện tập cột hoa mai, sau khi nhận điện thoại của Sở Trần, lập tức rời khỏi Tống gia. Trương đạo trưởng, phiền ông cũng đi một chuyến. Sở Trần tiếp tục gọi điện thoại, Trương Vận Quốc tự nhiên không nói hai lời, nhanh chóng xuất phát. Sở Trần suy tư một chút, cuối cùng còn gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào. Lúc này Giang Ánh Đào vừa mới đi ra cửa quán trà. Sở Trần, nhanh như vậy có tiến triển rồi sao? Giang Ánh Đào hỏi. Tư Đồ Tĩnh lập tức cũng dừng bước, tò mò nhìn Giang Ánh Đào. Quảng trường Vạn Đại Thiền Thành, có người tụ tập náo loạn. Sở Trần nói, Dương Tiểu Cẩn bị nhốt ở bên trong. Nghe vậy, khuôn mặt Giang Ánh Đào biến ảo một chút, cô hiểu được ý tứ của cuộc điện thoại này của Sở Trần. Trầm ngâm một hồi, Giang Ánh Đào quyết đoán nói, anh yên tâm, trong vòng 10 phút, cảnh sát sẽ duy trì tốt trật tự hiện trường, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ban ngày ban mặt, tụ tập gây rối. Không quan tâm đến luật pháp. Sở Trần thờ phào nhẹ nhõm, có những lời này của Giang Ánh Đào, hơn nữ Hoàng Phủ Hòa Ngọc cùng Trương Vận Quốc đạo trưởng chạy tới, tình hình bên Tống Thu tạm thời sẽ không quá mức nguy cấp. Sở Trần nghĩ đến lời Tống Thu vừa nói, lập tức mở ra diễn đàn thương giới Thiền Thành. Quả nhiên, trên diễn đàn đều đang lướt qua bài viết về Dương Tiểu Cẩn. Sở Trần mờ mấy bài viết, nội dung không giống nhau, nhưng mà, cùng là ảnh của Dương Tiểu Cẩn. Mỗi một tấm ảnh đều chính diện làm nổi bật vết thương trên mặt Dương Tiểu Cẩn. Những bức ảnh này, rất rõ ràng là ký ức của Dương Tiểu Cẩn trước khi tỉnh lại đã bị chụp lại. Sở Trần thần sắc âm trầm, lúc ấy Dương Tiểu Cẩn bị Vu Thần Môn khống chế. Người có thể có được những bức ảnh này, chỉ có Vu Thần Môn chủ, Ninh Quân Hà. Từ lúc nhìn thấy ảnh chụp, Sở Trần đã hiểu được, tất cả đều do anh em Ninh Quân Hà làm đạo diễn. Bọn họ muốn thông qua đua ông Tiểu Cẩn phát động công kích. Tiêu đề của các loại bài viết trên diễn đàn bùng nổ, rõ ràng là thủy quân đang lướt màn hình, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được nhấn vào xem nội dung. Vạch Trần Ninh gia đại thiếu gia biến mất 6 năm, không phải là ra nước ngoài, mà là điên cuồng vì yêu. Đường đường là người đứng đầu thập đại công tử Thiên Nam, lại yêu một nữ nhân xấu xí với khuôn mặt xấu xí. Phụ nữ xấu xí chỉ là một vật hy sinh, cô là vật thí nghiệm của Bắc Trần, sau khi dùng thuốc của Bắc Trần, mới có thể biến thành như vậy. Phụ nữ xấu xí vô địch, bàn về 10 đại thủ đoạn phụ nữ xấu xí thông đồng với Ninh công tử. Phụ nữ xấu xí chỉ ia nạn nhân giữa Ninh Tử Mặc và Sở Trần. Dương Tiểu Cẩn bị ma hóa, Ninh Tử Mặc bị ma hóa, Sở Trần cũng bị ma hóa. Sở Trần đặt điện thoại di động ở một bên, hít sâu một hơi, nửa hồi, một lần nữa cầm lấy điện thoại di động, thất sư đệ, bắt đầu từ bây giờ, theo dõi Ninh Quân Hà, nhất định phải để cho hắn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của ngươi. Tôi vừa rồi nói cho anh biết, tôi mất dấu rồi, người ở lại Ninh gia kia, căn bản không phải Ninh Quân Hà. La Vân Đạo Tôn thanh âm xấu hổ, cũng có lửa giận, hắn thề son sắt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ tới, sẽ bị Ninh Quân Hà bày ra một đạo, anh yên tâm, tôi nhất định bắt hắn tới. Quả nhiên đã sớm có kế hoạch, lúc trước Sở Trần đã nghĩ đến, Ninh Quân Hà sẽ không từ bỏ ý đồ, ngồi chờ chết, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại từ trên người Dương Tiểu Cẩn xuống tay. Vẫn là công kích Dương Tiểu Cẩn mẫn cảm yếu ớt nhất. Điện thoại di động của Sở Trần lại một lần nữa vang lên. Một cuộc gọi là, Sở Trần nhận, Sở sư phụ,
tôi là Tôn Tiểu Nguyệt. Đầu dây bên kia, thanh âm thanh thủy, mang theo dồn dập, tôi là quản lý diễn đàn thương giới Thiền Thành. Nửa giờ trước diễn đàn đột nhiên có rất nhiều bài viết về Ninh Thiếu Gia, tôi xóa rất nhiều, cũng khóa không ít tài khoản, thế nhưng, cũng ngăn cản không được, tôi ỷ biết rồi, cảm ơn. Sở Trần cũng có ấn tượng với cô gái Tôn Tiểu Nguyệt này. Ánh mắt Sở Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt càng lúc càng lạnh như báng. Động dao lên vết sẹo của một cô gái, các người thực sự là thủ đoạn giỏi. Châu Giang, thuyền lớn, gió thổi qua, kịch hay bắt đầu. Ninh Quân Hà mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn nghẹn một cỗ tức giận, lúc này rốt cục thở phào một hơi, anh TLM mấy quân cờ nhỏ kia thật đúng là không tệ, dĩ nhiên trong một đêm tạo ra thế lớn như vậy, lập tức bộc phát ra, hiện tại Ninh Tử Mặc chỉ sợ lòng muốn chết đều có a. Ninh Quân Tiếu khuôn mặt trắng nõn, chơi đùa với một món đồ cổ trong tay, đồng thời nói, vết thương trên mặt Dương Tiểu Cẩn là sự thật không thể xóa nhòa, Ninh Tử Mặc hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là vứt bỏ quan hệ với Dương Tiểu Cẩn, trở lại Ninh gia, nếu không, Ninh gia tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục bại hoại thanh danh như vậy. Lấy hiểu biết của ta đối với Ninh Tử Mặc, loại si tình này không khả năng lựa chọn rời khỏi Dương Tiểu Cẩn, như vậy, hắn chỉ có thể thừa nhận Cuồng Phong Bảo Táp kế tiếp. Thậm chí, chính thức bị trục xuất khỏi Ninh gia. Anh hai anh nói đúng, đối phó Ninh Tử Mặc, chủ yếu bắt được nhược đếm của hắn, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Ninh Quân Hà cười cười, mấy quân cờ nhỏ kia còn mượn cơ hội này, chĩa mũi nhọn chỉ về phía Sở Trần, trên mặt Dương Tiểu Cẩn bị thương, là bỏ y vì dùng thuốc Bắc Trần, ha ha ha, cách nói ỉ này thật sự tuyệt rồi, lần này, thuốc của Bắc Trần, ai còn dám dùng. Trận chiến này của Sở Trần cũng thất bại không thể nghi ngờ a. Đây chỉ mới bắt đầu, Ninh Quân cười nói, nếu có thể nhất cử buộc Dương Tiểu Cẩn chết, làm Ninh Tử Mặc hoàn toàn điên cuồng, đó mới là điều ta chờ mong nhất. Ninh Quân Hà ném một cái chén ném vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe, lẩm bẩm nói, xem ra, cần thêm một chút sức mạnh. Đừng quên theo dõi hành tung của gia đình Lý Trấn mọi lúc. Ninh Quân Tiếu trầm giọng nói, tuy rằng mỗi lần ngươi thấy Lý Trấn đều mang theo mặt nạ thanh lang, hẳn cũng không biết thân phận thật sự của ngươi, thế nhưng, Lý Trấn là một người tham dự nghiên cứu thi cổ lâu nhất, sự tồn tại của hắn, từ đầu đến cuối là một tai họa ngầm. Địa điểm Sở Trần giải cổ cho Lý Trấn là ở Thuận Thành. Người nhà Lý Trấn rất có khả năng còn ở Thuận Thành, em đã phải người đi tìm. Ninh Quân Hà đẳn đờ pi một hồi, đột nhiên hạ thấp thanh âm, anh hai, hiện tại không có Lý Trấn xác nhận hàng, lô hàng tiếp theo của chúng ta rất nhanh sẽ tới. Nghiên cứu thi cổ cũng đã đến một bước quan trọng, để đảm bảo không sơ hở, ngươi tự mình đi nhận hàng, tất cả mọi chuyện ta đều an bài xong, đến lúc đó, ngươi nghe ta làm là được. Ninh Quân Tiếu nhìn Ninh Quân Hà, nhớ kỹ mấy ngày nay nhất định phải che giấu hành tung của mình. Trí nhớ của Dương Tiểu Cẩn khôi phục, nhất định sẽ nói cho Sở Trần, người thương tổn cô ta năm đó có Ninh Cốc Nham, với tâm trí của Ninh Tử Mặc, nhất định sẽ hoài nghi chúng ta sau lưng thao túng, chỉ là hắn cũng không có chứng cớ, cho nên ta mới muốn người ngụy trang giả dối một mực ở nhà, không có người theo dõi người tốt nhất, nếu có người cũng có thêm một tầng phòng hộ, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận. Ninh Quân Hà nghiêm túc gật đầu, điện thoại di động của Ninh Quân Hà chấn động một chút, cầm lấy nhìn một cái. Lông mày lúc này nhíu lại. Cảnh sát đã đến quảng trường Vạn Đại, bắt giữ một số người vì lý do gây rối trật tự công cộng và sơ tán đám đông. Ninh Quân Hà trầm mặt, xem ra, chúng ta ngược lại đánh giá thấp năng lượng của Tống gia ở Thiền Thành, bọn họ có thể lật đổ Hoàng gia không phải hoàn toàn dựa vào Ninh Tử Châu. Không sao cả, Ninh Quân cười nói, càng như vậy, càng khiến cho công chúng hiếu kỳ, sự tình đã bắt đầu lên men, bất luận kẻ nào cũng không ấn xuống được. Khách sạn Hoàng Đình, âm một tiếng, Diệp Thiếu Hoàng đặt điện thoại lẻn mật bàn, Bộ Thiệu, không phải anh nói, cảnh sát ít nhất nửa tiếng mới có thể đến quảng trường Vạn Đại sao? Tại sao còn chưa được một tát, cảnh sát đỡ phong tỏa Vạn Đại, còn sơ tán đảm người, điều này sẽ làm cho hiệu quả kế hoạch của chúng ta giảm đi rất nhiều. Tiền Bộ Thiệu cũng cau mày, hiện tại tôi cũng không biết liên kết nào xuất hiện vấn đề, nhưng, cảnh sát chỉ phong tỏa tầng thứ 3 của quảng trường Vạn Đại. Người vây xem chỉ biết càng ngày càng nhiều, sự tình càng nháo càng lớn, Dương Tiểu Cẩn tuyệt đối không có dũng khí đi ra ngoài. Tôi còn an bài một số người đến cửa Tống gia ngồi xổm canh gác, trong đó không ít phóng viên truyền thông, đều đang chờ thu thập tin tức trực tiếp. Diệp Thiếu Hoàng chậm rãi gật đầu, Ninh gia bên kia đối với biến cố này không phải rất hài lòng, cho nên, chúng ta phải tận lực khắc phục, nhất định phải làm tốt mọi chuyện. Tôi sẽ mời một nhóm thủy quân khác, Vinh Đông Trấn Thanh Mỏ, Miệng. Lan truyền tin tức mới nhất,
liền nói Dương Tiểu Cẩn bị thương là vì có thể giữ Ninh Tử Mặc lại bên người, lấy tự hại mình làm uy hiếp, bức bách Ninh Tử Mặc đi vào khuôn khổ. Nói tóm lại, trận bão táp này càng lớn thì càng tốt. Thần tiên cũng không kiềm chế được trận gió lốc này bộc phát. Quảng trường vạn đại, bên ngoài quảng trường, đông đúc người, càng ngày càng có nhiều người tò mò chạy tới, ản dư hóng chuyện, không ngừng. Tụng năm tụng ba đều đang nghị luận, còn cầm điện thoại di động không ngừng lướt màn hình. Ninh Từ Mặc khẩu vị thật nặng a, nghe nói bởi vì cô gái xấu xí này còn bị đuổi ra khỏi Ninh gia. Người khác nổi giận vì hồng nhan, hắn ngược lại, phấn quan tức giận vì xấu mặt. Các người thật nhàm chán, người khác thích đối tượng nào có liên quan gì tới các người. Ngươi là người phụ nữ xấu kia mời tới, ta vừa mới nhìn thấy tin tức mới nhất, người phụ nữ xấu vì bức bách Ninh Tử Mặc ở lại bên cạnh hắn, cố ý rạch mặt tự hại Minh, uy hiếp Ninh Tử Mặc ở lại bên cạnh cô ta. Lời vừa dứt, từng đợt thanh âm ào ào vang lên. Thật không biết xấu hổ a, thân là phụ nữ, tôi đều cảm thấy loại phụ nữ này hèn hạ. Ninh thiếu gia dĩ nhiên sẽ bị nữ nhân như vậy uy hiếp, quả thực mất thể diện. Mục đích của tôi tới vạn đại chỉ có một, chính là tận mắt nhìn xem người phụ nữ kia đến tột cùng xấu đến mức nào. Thanh âm thảo luận xung quanh quảng trường càng lúc càng lớn. Vạn đại tầng 1 tầng 2, đều đứng đầy người. Cảnh sát tuy rằng phong tỏa tầng 3, hơn nữa thử đi sơ tán đám người, nhưng tác dụng cũng không lớn. Tất cả lối ra vào tầng 3 tuy rằng đều bị phong tỏa, nhưng người dưới tầng cũng không có rời đi. Trước một cửa hàng quần áo ở tầng 3, Hoàng Phù Hòa Ngọc cùng Trương Vận Quốc đều đã tới, Tống Thu tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nói với một gã cảnh sát ở một bên, cảm ơn triệu đội kịp thời chạy tới, nếu không, những người bên ngoài chỉ sợ chuyện gì cũng có thể làm được. Trước khi cảnh sát đến, Tống Thu đều nghe thấy người bên ngoài muốn cưỡng bước đập phá cửa hàng. Cảnh sát họ Triệu tên là Triệu Chính Ngôn, khuôn mặt vuông, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, duy trì trật tự công cộng là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Tống Thu, anh phải khuyên cô gái trong tiệm rời đi sớm một chút, nếu không, sự tình sẽ càng ngày càng khó xử lý. Tôi và quản lý trung tâm thương mại bàn bạc xong, là nữa các người trực tiếp đi thang máy trung tâm thương mại xuống tầng hầm, sẽ có xe đưa các người rời đi. Tống Thu gật gật đầu, mơ cảm ơn cảnh sát Triệu. Tống Thu đi vào cửa hàng. Trong góc quầy thu ngân của cửa hàng, một bóng người che mặt ngồi xổm, tóc tai bù xù, thân hình run rẩy. Tiêu Lăng ở một bên, cố gắng ôm Dương Tiểu Cẩn. Nhưng vừa mới chạm vào Dương Tiểu Cẩn liền thét chói tai một tiếng, thân hình mãnh liệt run rẩy. Tiểu Cẩn đừng sợ, là tôi. Tiêu Lãng ôn nhu mở miệng, đừng sợ, chúng ta về nhà sẽ không sao. Dương Tiểu Cẩn cả người đều run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Sắc mặt Tiêu Lãng trắng bệch, mắt đầy đau lòng. Trong lòng càng thống hận người ở sau lưng khống chế tất cả, dĩ nhiên đối với một cô gái vô tội ra tay ác như vậy. Cô ấy thế nào rồi? Tống Thu đi tới, hỏi một tiếng. Tiêu Lãng nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh sát Triệu nói chúng ta đi thẳng từ cửa thang máy xuống tầng hầm, sau đó rời đi bảng xe hơi. Tống Thu nói, sau khi trở lại Tống gia, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Tống Thu nhìn Dương Tiểu Cẩn cuộn mình trong góc, thần sắc mang theo hổ thẹn, hắn ở trong điện thoại bảo đảm với anh rể sẽ không để Dương Tiểu Cẩn bị thương tổn, nhưng trạng thái lúc này của Dương Tiểu Cẩn chỉ sợ là thiếu một bước sẽ điên cuồng. Cô không cách nào chịu nổi giả kích như vậy. Tiểu Cẩn, cô có nghe thấy không? 7L chúng ta an toàn rồi. Tiêu Lãng nói, cô ngẩng đầu lên, những kẻ xấu kia đã bị cảnh sát đuổi đi rồi. Không, tôi không cần. Thanh âm Dương Tiểu Cẩn mang theo khủng hoảng nồng đậm, Tử Mặc đâu, Tử Mặc. Ninh thiếu gia đâu? Tiêu Lãng ngẩng đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao hắn không đến? Anh rể đang ở trên đường tới. Nhưng Ninh thiếu gia đã đi bằng thành rồi. Tống Thu nói, Triệu Chính Ngôn đi vào, không thể kéo dài thêm nữa, đã có không ít phóng viên truyền thông chạy tới, hiện tại cách tốt nhất chính là lập tức rời vạn đại, nếu không, người sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu Chính Ngôn cau mày, hắn có chút nghĩ không ra, cho dù ánh mắt đại thiếu gia Ninh gia kém một chút, tìm một cô gái xấu thì như thế nào? Đó không phải cũng là lựa chọn của Ninh thiếu gia người ta, lần này cư giản mạng thật sự quá dễ bị kích động cảm xúc. Tiêu Lãng cũng tràn đầy vẻ áy náy, Tiểu Cẩn. Khi tay Tiêu Lãng chạm vào cánh tay Dô Sao Âng Tiểu Cẩn, Dương Tiểu Cẩn lại thét chói tai hô to, cả người tựa như chim sợ cành cong. Tiếp tục như vậy không phải là một cách, Triệu Chính Ngôn trầm giọng nói, các người an bài hai người, nhất định phải đưa cô ấy đi, nếu không, tình hình một khi không khống chế được, sẽ càng thêm khó thu dọn. Nếu cô ấy vẫn ở đây,
cảm xúc của cô ấy cũng rất khó bình tĩnh lại. Tống Thu trầm ngâm một hồi, để cho Hoàng Phủ Minh chủ tiến vào giúp đỡ đi, sức lực của Tiêu Lãng tiểu thư cũng không bắt được Dương Tiểu Cần. Triệu Chính Ngôn nhìn không được nhìn thoảng qua Tiêu Lãng. Tiêu Lãng là đại diện tiêu biểu cho những nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi danh tiếng trong những năm gần đây, đoạn thời gian trước còn mở buổi biểu diễn đàn dương cầm ở Dương Thành, danh tiếng không nhỏ, Triệu Chính Ngôn tự nhiên cũng nhìn lần đầu tiên liền nhận ra cô. Đợi một chút, một âm thanh đột nhiên vang lên, tình thần Tống Thu đột nhiên chấn động, quay đầu lại, kinh hỉ vô cùng, anh rể. Sở Trần, anh cuối cùng cũng đến. Tiêu Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Chính Ngôn không khỏi đánh giá thanh niên vừa mới đi vào, anh đến phảng phất như gió mát thổi qua, làm cho người ở đây trực tiếp tinh thần tỏa sáng. Cái tên, Sở Trần, này, Triệu Chính Ngôn tự nhiên cũng từng nghe qua. Nhưng chỉ nghe tên, không thấy người. Hắn đối với vị con rể Tống gia thời gian gần đây liên tiếp gây ra động tĩnh lớn có chút tò mò, giờ phút này lần đầu tiên cho Triệu Chính Ngôn cảm giác chính là tuấn lãng bất phàm, nhưng, trong ánh mắt một cỗ sát khí kia, làm cho người ta sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, trên người thanh niên trẻ tuổi như vậy, lại có loại khí thế sắc bén làm hắn run rẩy. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn cuộn mình run rẩy, sát khí trong thần sắc suýt nữa không kiềm chế được trào ra, hít sâu một hơi, ánh mã nhìn Chính Ngôn. Về phía Triệu anh rể, là cảnh xả Triệu kịp thời dẫn người đến, sợ tán đám người, hơn nữa còn phong tỏa tầng 3 của trung tâm thương mại. Tống Thu vội vàng nói. Sở Trần gật đầu, hơn nữa chủ động đưa tay, cảm ơn cảnh sát Triệu, vất vả cho ngài rồi. Đó là bổn phận của tôi. Triệu Chính Ngôn nói, hiện tại việc cấp bách là phải rút lui khỏi nơi này. Sở Trần gật đầu, nhìn Dương Tiểu Cẩn cuộn minh, đột nhiên nói, mọi người đi ra ngoài đợi một hồi, để cho tôi cùng một mình cô ấy nói chuyện, nhiều nhất là nửa phút, nếu cô ấy không tự mình đi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ mang cô ấy đi. Tiêu Lãng nhìn Dương Tiểu Cẩn một cái, đứng lên, manh rể, dựa vào anh. Đám người Tống Thu rời khỏi cửa hàng. Sở Trần đi tới trước mặt Dương Tiểu Cẩn, vừa lúc có một cái ghế dựa, Sở Trần ngồi xuống. Cô yêu Tiểu Mặc không? Sở Trần đột nhiên hỏi một câu. Dương Tiểu Cẩn không trả lời. Sở Trần tự mình nói, đáp án của cô tất nhiên là yêu, giữa cô và Tiểu Mặc cũng được coi là trải qua hoạn nạn, không xa khống rời, nhưng rất đáng tiếc, theo tôi thấy, là Tiểu Mặc yêu cô, mà cô, chỉ yêu chính bản thân cô. Thân hình Dương Tiểu Cẩn chấn động, ngẩng đầu mạnh mẽ, vẻ mặt nước mắt, hai mắt sớm khóc đến sưng đỏ, thanh âm lại dị thường kiên định, tôi yêu anh ấy, còn hơn là yêu chính mình. Trong lòng Dương Tiểu Cẩn, tình yêu của mình dành cho Ninh Tử Mặc không thể nghi ngờ. Đại càng là một đạo chấp niệm canh cánh trong lòng cô lúc này. Cô có biết cậu ta đi đâu không? So, Trần nhàn nhạt nói, cậu ta có lẽ không có nói cho cô biết, cậu ấy đến nơi gọi là Bằng Thành, cậu ấy muốn điều tra chính là bến tàu tập đoàn Thiên Nghiệp ở Bằng Thành. Còn người Dương Tiểu Cẩn chấn động, Sở Trần nhìn chằm chằm Dương Tiểu Cẩn, cậu ấy sẽ càng không biết, luôn miệng nói người yêu cậu ấy, đối với cậu ấy giấu giếm thân phận của mình, cô là người Bằng Thành, đúng không? Dương Tiểu Cẩn đột nhiên đứng lên, anh ấy muốn đi điều tra cái gì? Làm sao anh ấy có thể đến đó? Anh bảo anh ấy trở về đi, nơi đó rất nguy hiểm. Cô biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Sở Trần thần sắc bình tĩnh, Tiểu Mặc nếu đã lựa chọn đi, cho dù phía trước là sóng to gió lớn, cậu ấy cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ánh mắt Sở Trần nghiêm túc nhìn Dương Tiểu Cẩn, cậu ấy muốn điều tra rõ ràng, đến tột cùng là ai hại cô, cậu ấy nguyện ỷ vì cô làm tất cả, mà cô thì sao? Hôm nay nếu Tiểu Mặc ở đây, cậu ấy sẽ thương tiếc cô, sẽ đau lòng cho cô, nhưng ngoại trừ những thứ này, tôi còn có chút khinh thường N-co. Cô không thể nhìn thẳng, là Trinh Minh, hay là ánh mắt của người khác. Người yêu cô nhất đều không quan tâm y vết thương trên mặt cô, ánh mắt của người khác có thể dễ dàng lay động nội tâm của cô như vậy. Cô đã đọc tin đồn trên mạng chưa? Sở Tràn nói, các loại câu nói, tuyệt đại đa số biếu đạt ý tứ, không có gì khác hơn chính là, cô không xứng với Tiểu Mặc. Tôi hỏi cô, dựa vào những gì cô hiểu rõ Tiêu Mặc, sau khi cậu ấy biết chuyện hôm nay, cậu ấy sẽ làm như thế nào? Ánh mắt Sở Trần sắc bén vài phần, trong lòng Dương Tiểu Cẩn chấn động, một lúc lâu sau, lẩm bẩm nói, anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi trước. Không sai, cho dù có sóng to gió không thỏa hiệp. Sở Trần nói, nhưng còn cô thì sao? Trạng thái cô biểu hiện ra ngoài, chính xác pha người điều khiển sau lưng hy vọng nhìn thấy. Cô càng nhu nhược, đáng thương, tuyệt vọng, TTL mà càng sẽ điên cuồng, mất khống chế. Cô nói với tôi là cô yêu cậu ấy. Sau khi cô đế cậu ấy gánh vác tất cả,
còn giúp người khác đâm cậu ấy một nhát y dao. Cô thực sự không xứng đáng với cậu ấy. Cô thực sự không xứng đáng với cậu ấy. Thanh âm giống như sét đánh giữa trời quang, đánh vào chẽn người Dương Tiểu Cẩn. Dương Tiểu Cẩn giống như hóa đá, không nhúc nhích. Ở trong lòng cô, đời này tự hào nhất, chính là tình cảm với Ninh Tử Mặc. Cô có thể vì phần tình cảm này mà bất chấp gian nguy, sẽ không tiếc. Nhưng Sở Trần đột nhiên nói cho cô biết, cô không xứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.